VE nhưng mà là thi viết trên giấy. Đó, chúng ta sẽ thi viết trên giấy. Do vậy là các bạn hết sức cẩn thận. Thì mặc dù là thi viết trên giấy nhưng chúng ta vẫn phải lên vào cái học vòng vào trong phần mềm PEA để lấy đề thi. Đó, và các bạn sẽ viết và làm bài trên giấy, và may mắn cho các bạn là người chấm chứ không phải là máy chấm. Cho nên là tôi nghĩ là chắc là nó sẽ vẫn có đâu đấy trong trường hợp mà hy vọng được là nó sẽ gọi là không cứng nhắc giống như máy chấm. Thì ở đây đề này có tất cả 10 câu. Đó, đề này có tất cả 10 câu. Bao phủ với các nội dung là mã CRC. À, tính đây cũng câu này cũng là CRC. Câu này là về thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra. À, câu này là về về routing định tuyến. À, có mấy câu sau đây là những câu về tính về tính băng thông, rồi tính tốc độ truyền, rồi hoặc là tính trễ lan truyền chẳng hạn, ví dụ thế. À, câu này cũng là CRC. Câu này cũng tương tự giống câu năm ban nãy. Câu này là mã checksum. Mã checksum. Câu này cũng giống cái câu câu 5 và câu 7. Câu 10 này cũng vậy, tương tự như vậy. Đó, ok. Thế chúng ta sẽ đi giải quyết lần lượt từng bài một. Thứ nhất là câu 1 CRC. Thế nào là CRC? Chúng ta sẽ nói lại một chút. CRC nó là một cái ta gọi là một cái thuật toán để phát hiện lỗi trên đường truyền. Phát hiện lỗi trên đường truyền. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái máy A muốn gửi dữ liệu cho máy B. Xin lỗi, máy A gửi dữ liệu cho máy B. Thế thì khi đó làm thế nào để cái máy B nó chắc chắn được là cái dữ liệu mà nó nhận được đó là chưa bị sửa xóa trên đường truyền, tức là ta gọi là tính toàn vẹn của dữ liệu đấy. Thì với con người của chúng ta thì chúng ta dùng là bây giờ tôi muốn gửi thư cho một bạn chẳng hạn, thì bây giờ làm thế nào để cái bạn đấy bạn nó chắc chắn được rằng là cái lá thư đấy chưa bị ai bóc ra, chưa bị ai mở ra, thậm chí là chưa bị ai sửa ai xóa cái nội dung lá thư đấy. Thế thì tôi với bạn đấy sẽ phải thống nhất một cái là tôi sẽ cho cái lá thư vào phong bì, và phong bì tôi dán keo lại như vậy kín, đảm bảo thống nhất là quy ước là nếu như bạn nhận được cái lá thư đấy mà cái phong bì nó bị bung ra rồi thì có nghĩa là cái lá thư đã bị can thiệp vào rồi, và bạn sẽ có quyền là kết luận rằng là cái lá thư đó đã bị ai đó sửa xóa rồi. Đấy, đấy là với con người của chúng ta. Thế thì máy tính cũng vậy, máy tính nó ý tưởng của nó là nó sẽ gán thêm một vài cái bit, ta gọi là bit thừa vào, để làm gì? Để bên 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 máy nhận căn cứ vào đấy, căn cứ vào cái bit thừa đấy để xác định được là cái dữ liệu mà mình nhận được đó là đã bị sửa bị xóa chưa. Đấy là lý do vì sao CRC nó chính là viết tắt của cyclic redundant check, tức là thuật toán kiểm tra dùng mã dư vòng. Thế thuật toán này như thế nào? Thuật toán thì là bao gồm hai cái như sau. Tôi sẽ làm luôn một ví dụ. Ví dụ máy A muốn gửi cho máy B chuỗi bit là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 chẳng hạn. Như thế này chẳng hạn. Thế làm thế nào để gửi ra được chuỗi bit như này? Thì là ví dụ như giả sử là cái mà chúng ta hay thấy là ví dụ như là tôi gửi cho một bạn nào đấy là I love you, I hate you gì chứ không phải là 1001 đúng không? Thế thì cái chuyện mà đổi từ các ký tự ra nhị phân 1001 thì là cái này trong CSI các bạn đã được học rất là nhiều rồi, trong PCA cũng học rồi. Đó, chuyện đổi con số thành nhị phân, đổi ký tự thành nhị phân, đổi ảnh, thậm chí đổi âm thanh thành nhị phân, các bạn đã biết rồi. Ở đây chúng ta chỉ xét đến tuổi chuỗi bit thôi. Đó, đây là cái dữ liệu và cái này ta gọi là data. Như vậy data của chúng ta có là
data của chúng ta có là cái chuỗi bit này, và đây là cái mà cái dữ liệu thật, tức là máy A muốn gửi cho máy B đấy. Thế còn xong đó một cái nữa, máy A và B phải thống nhất với nhau, một một chẳng hạn. Đó, ta thấy ở đây là chuỗi bit data là 2, 4, 6, 8, 10, 11 bit. Chuỗi bit đa thức sinh ở đây là 5 bit. Vậy ok, đảm bảo điều kiện thứ nhất là ngắn hơn đồng bằng rồi. Và bắt đầu và kết thúc bằng bit 1. Đó, các bạn nhìn thấy ở đây đều bắt đầu và kết thúc bằng bit 1. Thế nếu giả sử trường hợp những chuỗi bit như này là không được, bởi vì nó làm sao ạ? Nó kết thúc bằng bit 0. Đó, tôi ví dụ đây là chuỗi bit đa thức sinh. Cái này gọi là đa thức sinh. Tiếng Anh của nó là gì nhỉ? Poly gì đấy nhỉ? Đa thức sinh, tôi biết. Tôi không nhớ, tự nhiên tôi quên mất tiếng Anh của nó là gì. Ok, sau đó này, bước 1, nhớ nhá, tức là cả A và cả B đều biết về cái chuỗi bit này nhá, tức là thằng B nó cũng biết mà thằng A nó cũng phải biết. Còn còn cái chuỗi bit này được truyền bằng cái kênh nào đấy thì là chúng ta xét sau, có thể là truyền bằng trực tiếp hoặc bằng một cái kênh khác để gì ạ, để máy A với máy B thống nhất với nhau trước. Rồi bước 1, máy A tức là máy gửi đấy, máy A gán thêm n trừ một bit không vào cuối của chuỗi bit data, tức là ở đây chuỗi bit data của ta là chuỗi bit data là có 5 bit. Vậy thì ở đây ta sẽ gán thêm 4 bit không vào chuỗi bit data này. Đó, rồi. N là độ dài của chuỗi bit data. À, xin lỗi, sorry, của chuỗi bit đa thức sinh. Như vậy ta được. À, đây cái chuỗi này. Và gán thêm 4 bit không nữa. 1, 2, 3, 4. Rồi. Sau đó này, bước 2. Đem chuỗi bit có được ở bước 1 chia module 2 cho chuỗi bit đa thức sinh. Cho chuỗi bit đa thức sinh. Tức là như nào? Ta sẽ đem chia thử ha. Chia module 2 thì nó hơi khác so với, thì nó khác, không phải hơi khác đâu mà khác rất nhiều so với chia bình thường. Nó gọi là phép chia không nhớ. Đấy, như sau. Cho nó to lên một chút xíu nữa. Để cho các bạn dễ nhìn ha. Rồi, đem chia cho chuỗi bit đa thức sinh theo phương pháp chia module 2. Chia module 2. Cái cách thể hiện phép chia này, tức là tôi ở đây tôi viết theo kiểu như thế này, nhưng bạn thấy thấy trong sách hoặc là đôi khi trong một tài số cái tài liệu thì có thể nó sẽ trình bày kiểu khác. Ok, chia module 2 thì cách chia như sau, các bạn nhớ làm lòng cho tôi. Thứ nhất, với chia module 2 ấy, thì nó sẽ không quan tâm đến giá trị mà nó chỉ quan tâm đến là như thế này. Đầu tiên bên này có 5 bit đúng không ạ? Vậy thì tôi phải bắt tối thiểu 5 bit bên này. Và trong phép chia module 2 thì như sau. Độ dài của chuỗi bit bị chia và độ dài của chuỗi bit chia mà bằng nhau. Đó, tức là độ dài của chuỗi bit số bit chia mà lớn hơn hoặc bằng độ dài của số bit chia. Và cả hai chuỗi bit đều bắt đầu bằng bit 1. Cả hai chuỗi bit đều bắt đầu bằng bit 1 thì thương bằng 1. Ở đây ta thấy là 10011 chia cho 10011. Ở đây ta thấy là cả hai chuỗi bit này đều là 5 bit và đều bắt đầu bằng bằng bit 1. Do vậy là thương bằng 1. Thương bằng 1. Bit 1 ở đây. Sau đó 1 nhân ngược lại, 1 nhân ngược lại với cả cái 10011 ở đây. Thì đương nhiên rồi, 1 nhân với 10011 thì điều này đúng với trong thập phân cũng thế, 10011. Tức là như sau. Tức là cái 1 này này,
nhân với cái 10011 ở đây là bằng 10011. Đó. Rồi. Sorry. Sau đó các bạn thực hiện phép ở đây với phép chia bình thường thì các bạn sẽ thực hiện phép trừ. Nhưng ở đây không thực hiện phép trừ mà là thực hiện phép phép so. Phép so thì ký hiệu của nó là, xin lỗi, là như thế này. Đó. Nó là cái hình dấu cộng và có dấu tròn bao xung quanh. Thì phép so là phép như thế nào? Phép so ở đây là phép exclusive OR, nó gọi là exclusive OR, tức là phép phép O có loại trừ, phép O loại trừ. Vậy thì phép loại trừ này là như thế nào? Là cứ hai chữ bit, xin lỗi, cứ hai bit mà giống nhau thì kết quả bằng không, hai chữ hai bit mà khác nhau thì kết quả bằng một. Ở đây ta thấy là một so với một thì đương nhiên bằng không, bởi vì một giống một. Này cũng tương tự như vậy. Này một so một bằng không. Này một không so không bằng bằng không. Này không so không bằng bằng không và một so một bằng bằng không luôn. Như vậy cả chuỗi bit này trên này so này thì thường đều bằng không, vậy còn dư lại bằng không hết. Rồi tiếp theo các bạn hạ bit một xuống, hạ bit một xuống, hạ bit một xuống đây ha. Rồi một mà chia cho 10011, bên này có mỗi một bit thôi, bên này 5 bit, vậy thương bằng bằng không. Tiếp không nhân ngược lại nào, thì không nhân ngược lại thì bằng không hết, do vậy là gì ạ? Nếu tôi em tôi nhân ngược lại bằng không hết và tôi so ra thì cũng vẫn bằng một thôi, nên tôi bỏ qua cái bước không nhân ngược lại đi. Và tôi làm gì ạ? Tôi hạ tiếp bit không này xuống. Đó. Không là xuống. Thương vẫn bằng không, bởi vì sao? Bởi vì 10 thì chỉ có 2 bit thôi, trong khi bên này là 10011 5 bit. Hạ tiếp. Bit 1 xuống. Thương vẫn bằng bằng không. Hạ tiếp bit. Bit 1 xuống tiếp nữa. Thương bằng một xuống, thương vẫn bằng ạ, bằng không. Ta hạ tiếp bit không xuống. Bit không xuống. Rồi, bây giờ ở đây 5 bit rồi này các bạn này. 1 0 1 1 0, 5 bit mà vẫn bắt đầu bằng bit 1 đúng không ạ? Chia cho một chuỗi 5 bit cũng bắt đầu bằng bit 1, vậy thương bằng bằng 1. 1 em nhân ngược lại với 10011 thì bằng 10011 thôi đúng không các bạn? Ra 10011 thôi. Rồi bây giờ ta lại làm gì? Ta lại so. Đó. Lại so. Rồi. Lại so. Rồi so thì cứ sao ạ, không so với một bằng bằng một, bởi vì sao? Bởi vì không khác một. Một so một bằng bằng không. Một so không bằng bằng một, và chỗ này không so không bằng không, một so một bằng không. Ở chỗ này hai biết không đầu thôi, tôi bỏ qua, tôi không biết nữa nhé. Ta viết bao nhiêu bit không vào đầu thì cũng không làm thay đổi giá trị của số, cho nên ta thôi tôi không biết nữa. Rồi tôi hạ tiếp một này xuống. Được là 1011. Bên này có 4 bit thôi, bên này 5 bit. Do vậy là gì ạ? Kết quả bằng bằng không. Không nhân ngược lại thì vẫn thế, cho nên tôi bỏ qua, tôi không nhân nữa. Hạ tiếp con không này xuống. Không xuống. Rồi 10110 chia cho 10011, ta cứ thấy nó độ dài bằng nhau mà lại đều bắt đầu bằng bit một hết thì chúng ta cho thương bằng một luôn. Rồi một lại nhân ngược lại bằng 10011 thôi. Đó nào, và chúng ta lại gì ạ? Lại so, lại so.
Kết quả nào? Ra được là 1 sau 0 bằng 0, 0 sau 0 bằng 0, 0, 1 sau 0 bằng... À xin lỗi, chỗ đầu này là 1 sau 1 chứ. Xin lỗi, tôi nhầm, tôi đọc nhầm đấy. Tôi viết đúng nhưng tôi đọc nhầm. À, 1 sau 0 bằng 1, 1 sau 1 bằng 0 và 0 sau 1 bằng bằng 1. Rồi. Hạ con 0 này xuống. Bằng gì ạ? Bằng 0 hiện đây. Không. Không chia thằng này bằng thương bằng 0. À, 1 0 1 0 chia cho 1 0 0 1 1 thì thương bằng 0 thôi. À, tiếp 0 xuống. À, tiếp 0 xuống. Nào. 1 0 1 0 0 thương bằng 1. Đấy, các bạn thấy là rõ ràng là 1 0 1 0 0 thì nếu xét về mặt giá trị ấy, thì sẽ bé hơn 1 0 0 1 1. À, nhưng mà à không, còn lớn hơn nhé, xin lỗi nhầm. Đấy, 1 0 1 này lớn hơn. Rồi một nhân ngược lại nào. Nhưng kể cả trong trường hợp mà thằng này giá trị cũng bé hơn thì chăng nữa thì cũng thương vẫn bằng 1, bởi vì sao? Nó không quan tâm giá trị, nó chỉ quan tâm đến độ dài của chuỗi bit thôi. Rồi một nhân ngược lại thì bằng 1 0 0 1 1. Làm gì ạ? So tiếp. So tiếp. Không so với một bằng. Được, tính dần đi. Một so không một bằng không. Không so không bằng không. Một so không bằng một. Không so một bằng một. Không so một bằng bằng một. Đó. Bạn hạ tiếp con không một này xuống. Thầy so sai kìa Ơ, thầy ơi. ơ, Đấy, một với sao một đấy? bằng không. Một sau một bằng không đầu tiên rồi ơi. À ừ, nhầm nhầm, xin lỗi nhầm. Đúng rồi. Chỗ này tôi xin lỗi nhầm. Chỗ này bằng không ạ. Để giống nhau mà. Như vậy ta được là 111 đúng không ạ? 111 ta hạ con không này xuống. Đó, hạ không xuống. Không xuống. Rồi 1 1 1 0 chia cho 1 0 0 1 1 thương bằng bằng không. Không nhân ngược lại thì vẫn thế, do vậy là gì ạ? Cuối cùng hết chỗ, hết rồi đúng không, hết chỗ hạ rồi. Như vậy đây chính là, ta gọi cái này, ta gọi là FCS, ta gọi cái này là, ta gọi nó là FCS, nó là frequency check cái gì tôi không nhớ lắm. Đôi khi là các bạn thấy trong tài liệu các bạn ghi nó là F. Đó. FCS này đây may mắn là 4 bit. Tức là bằng đủ bằng n chừng 1. Nên nếu giả sử nó chỉ dư có 1 1 0 thôi thì các bạn cũng phải thêm bit 0 vào đầu để cho đủ 4 bit FCS, bởi vì là sao ạ? Chuỗi bit đa thức sinh 5 bit. Vậy ok, vậy cuối cùng chúng ta được cái chuỗi bit dữ liệu, xin lỗi, cái chuỗi bit mà chúng ta truyền đi là gì? Là chúng ta đem chuỗi bit data này. Chúng ta làm gì ạ? Chuỗi bit data, bước 3 đúng không ạ? Chuỗi bit chuyển đi là bit data này, và các bạn gán thêm n trừ 1 bit FCS vào. Đó, n trừ 1 bit bit FCS vào. Ở đây là may mắn thế, là đây là 4 bit. Đó, 1 1 1 0. Rồi các bạn gán thêm 1 1 1 0 vào đây. Đó, đây chính là 4 4 bit gán thêm vào, và đây là phần data, và đây chính là chuỗi bit chuyển đi. Ở đây tôi lưu ý các bạn một điều là ở đây may mắn là chỗ bit FCS của chúng ta, tức là cái chỗ bit thừa chúng ta gắn thêm vào ấy. Đây là may mắn là chúng ta chia ra nó được 4 bit rồi. Nếu giả sử nó chỉ ra có 1 1 0 thôi thì các bạn sẽ gắn thêm vào là 0 1 1 0. Đấy, tức là cho nó đủ 4 bit không ạ? Bởi vì tại sao? Bởi vì đa thức sinh chúng ta 5 bit nhá. Ok chưa? Thế thì các bạn dựa vào cách làm này, hoặc còn 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 một cách làm nữa là như thế này. Còn một cách làm nữa là như thế này, tôi sẽ lấy luôn cái bài ví dụ của bạn ha. Đây là làm dưới dạng đa thức như thế này. Thì thực ra cái đa thức này với cái chuỗi bit đa thức sinh nó có sự tương đồng như này các bạn. Cách hai nhá, tôi ghi cách hai này. Cái này tôi sẽ lưu lại và tôi gửi lại cho các bạn ha.
sẽ gửi lưu cái này lại, tôi gửi qua mail lại cho các bạn nhé. Tôi bấm đi. Cách hai đó là chúng ta tính dưới dạng đa thức. Dưới dạng đa thức, tính dưới dạng đa thức thì như nào? Ở đây là người ta cho dạng đa thức, thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem là cái sự tương đồng giữa dạng đa thức với cả cái dạng nhị phân thì nó tương đồng với nhau như nào. Tôi lấy ví dụ ở đây ta có dạng nhị phân là 110111 đúng không? Rồi tôi lấy ví dụ từ trước đã nhé. Data của ta là 110111 đúng không nhỉ? Rồi đúng rồi. Vậy thì thế này, à, chúng ta sẽ viết lại cái này dưới dạng đa thức xem nào, viết lại nha, xem nào. Dạng đa thức thì rất đơn giản thế này, ở đây là vị trí mũ 0 đúng không, đây vị trí mũ 1, mũ 2, mũ 3, mũ 4, mũ 5. Như vậy chúng ta sẽ có là bằng x xì mũ 5 cộng với x xì mũ 4 cộng với x xì mũ 2 cộng x mũ 1, sorry, x xì mũ 1 và cộng với cả x xì mũ mũ 0. Đó, đây chính là dạng đa thức của 10011. Thế còn nếu trong trường hợp mà bạn không thích làm dưới dạng đa thức mà bạn muốn đổi cái thằng này ra nhị phân chẳng hạn, ví dụ x mũ 3 cộng x mũ 2 cộng 1 chẳng hạn, thì thế này, rất đơn giản là thế này, x xì mũ 3 đúng không, cộng với x xì mũ 2 cộng với gì ạ, cộng 1 đúng không, 1 thì tức là x xì mũ 0 đúng không, x xì mũ 0 đúng không. Vậy thì đơn giản là thế này, sẽ bằng là x mũ 3 này, x mũ 2 này, x mũ 1 không có đúng không, x mũ 0. Đấy, tức là cứ vị trí nào mà có x xì mũ ở đây, ta có vị trí số 0, vị trí số 2 và vị trí số 3. Vậy thì ở đây ta sẽ có tương đồng là vị trí số 0, vị trí số 2 và vị trí số 3. Đó là cái sự tương đồng giữa cái câu chuyện đa thức và nhị phân. Ok, quay trở lại với cái bài của chúng ta ha. Tôi sẽ làm bài ví dụ mẫu này. Vậy rồi, vậy đây chính là đa thức sinh. Đa thức sinh. Và tôi sẽ đổi để tôi sẽ để nó lại dưới dạng đa thức này để tính cho bạn xem. Này là đa thức sinh. Đa thức sinh. Còn đây là data đúng không ạ? Nào, bước 1 của ta. Ta sẽ nhân cái chuỗi bit, nhân cái đa thức data. Đa thức ta gọi là data. Data. Với cái bậc cao nhất của đa thức sinh. Tức là gì? Ta sẽ đem x xì mũ 5 cộng x mũ 4 cộng x mũ 2 cộng x mũ 1 cộng x mũ 0 ta nhân với x xì mũ 3. Rất đơn giản, thì ta có x xì mũ 8 cộng với x xì mũ 7 được không? Bởi vì sao? Bởi vì là x xì mũ 5 nhân với x xì mũ 3 thì bằng x mũ 8 thôi, 5 cộng 3 bằng 8, rất đơn giản. Cộng với x xì mũ 5 cộng với x xì mũ 4 và cộng với x xì mũ 3. Đấy. Cái việc làm này là nó tương đương với cái việc là gì ạ? Là gán thêm n trừ 1 bit 0 vào đi. Bước 2. Bước 2. Đem cái đa thức ở bước 1 chia cho đa thức sinh. Và đương nhiên cũng theo phương pháp theo mô đun 2 không? Theo phương pháp module 2. Ok. Chia như thế nào? Ta xem. Cái này có lẽ tôi copy cái này vào, paste vào trong cái này cho các bạn ha. Tôi paste vào trong cái file Word này cho các bạn nhé. Ok, có vẻ ổn đó ha. Rồi. Đây, cái này gọi là tính dạng đa thức. Ví dụ data thì bằng thế này ha, đa thức sinh thì thế này. Rồi, đây là tôi lấy theo cái ví dụ trong sách cho các bạn ha. Rồi theo phương pháp chia mô đun 2, chia đa thức theo mô đun 2. Rồi, xóa đi, tôi viết lại nào. Chỗ này hình như tôi không viết, trong này thì hình như không viết được mũ hay sao nhỉ, x mũ. Rồi tôi có, tốt viết được rồi, tốt. Ta có là x mũ 8
Em ta chia cho này đúng không ạ? Chia nào. À, các bạn lưu ý nha, cái phương pháp thì có thể, à xin lỗi, cái cách trình bày có thể nó hơi khác một chút. Tôi quen kiểu này hơn. Rồi, đầu tiên này, ta giữ cái này rất đơn giản thế này. Ta lấy xỉ mũ 8, ta chia cho x xỉ mũ 3 thì bằng x xỉ mũ 5. Rồi, x xỉ mũ 5 nhân ngược lại với đa thức sinh thì ta bằng là x xỉ mũ 8. Đó. Bởi vì x mũ 5 nhân x mũ 3 bằng x mũ 8 này, cộng với x mũ 5 nhân với x mũ 2 thì bằng x xỉ mũ 7. Cộng với x xỉ mũ 5 nhân 1 thì bằng x xỉ mũ 5 thôi. Ui, đơn giản quá, phép này dễ rồi. Rồi. Sau đó này thì ta cứ thấy là gì ạ? Giống nhau. À, x mũ 8 x mũ 8 gạch, x mũ 7 với x mũ 7 gạch, x mũ 5 với x mũ 5 gạch. Như vậy chúng ta còn lại là x xỉ mũ 4 cộng x mũ 3 thôi. À, lại đem x rồi như vậy ta ở đây ta còn lại là x mũ 4 cộng với x mũ 3. Rồi, ta đem x mũ 4 là chia cho x mũ 3 bằng cộng với x mũ 3, x mũ 4 chia x mũ 3 thì bằng x mũ 1 đúng không? Bằng x. Rồi, x mũ 1 nhân với x mũ 3 bằng x mũ 4 cộng với x mũ 1 nhân với x bình phương bằng x mũ 3 cộng với x mũ 1 nhân với 1 thì bằng x. Rồi, vậy sau đó là gì ạ? Ta cũng loại trừ thôi. X mũ 4 với x mũ 4 gạch, x mũ 3 với x mũ 3 gạch. Vậy chúng ta còn lại là gì? Còn lại là x thôi. Còn lại là x gì thôi các bạn ạ. Rồi, hết rồi. Hết. Xong. Vậy, chúng ta có đây chính là FCS. FCS. Đó, cái này ta gọi là FCS, FCS. Vậy cái chuỗi bit của chúng ta sẽ là gì? Nếu bạn nào thấy đích thích đổi sang nhị phân cũng được. À, x đúng không? X mũ 1 đúng không? Bạn đúng, thích đổi sang nhị phân thì sẽ bằng x mũ 0 bỏ qua này. X mũ 1 đấy. Hết. Đây chính là FCS. À, 1 0 thì tương đương với là x không? Bởi vì là x thì bằng x mũ 1 mà. Ta thấy vị trí x mũ 0 không có, cho nên là gì ạ? Ta để vị trí x mũ 0 là bằng bằng 0. Vị trí thứ 1 có x mũ 1 đây đúng không? Cho nên ta để vị trí số 1 là bằng 1. Rồi. À, rất đơn giản. Còn nếu bạn nào thấy thích thích để nguyên dưới dạng đa thức cũng được. Vậy ta có là data của ta bây giờ sẽ là, xin lỗi, cái chỗ biết chuyển đi, vậy suy ra. À, chỗ này tôi chụp hình lại nhỉ. Chụp hình lại. Đến bước 3. Bước 3 là gì ạ? À, vậy chuỗi bit truyền đi trên mạng sẽ là như này. Và các bạn cộng thêm với x nữa. Xong. Đó chính là chuỗi bit truyền đi trên mạng. Còn nếu bạn thích đổi ra nhị phân cũng được. Thích đổi ra nhị phân cũng được. Nó chính là gì ạ? X mũ 8 này, x mũ 7 này, x mũ 6 bỏ qua, x mũ 5 có, x mũ 4 có, x mũ 3 có, x mũ 2 bỏ qua, x mũ 1 có, x mũ 0. Đấy. Đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta dễ dàng thấy rằng là gì? Nó cũng tương đương với cả là giống như cái phương pháp trên đó. Đây chúng ta cũng gán thêm 3 bit vào đây này. Đây chính là 3 bit đa thức sinh mà các bạn gán thêm vào đây này. Xin lỗi, 3 bit ICS mà các bạn gán thêm vào đây này. 0 1 0. Bởi vì sao? Bởi vì là cái đa thức sinh này bằng là gì ạ? X mũ 4, x mũ 3, x mũ 2. Xin lỗi, x mũ 3, x mũ 2, x mũ 1, x mũ 0. Đấy, đa thức sinh có 4 bit đúng không? Vậy thì các bạn chả gán thêm 3 bit vào FCS vào cuối gì nữa đúng chưa nào? Rồi, ok ha. Đó là cái bài số 1. Bài số 1. Đó, bài số 1 này nó có hai câu ha, đây này, nếu như G1 làm generating polynomial, à đây đa thức sinh này. Từ generating polynomial là đa thức sinh. Tức là các bạn sẽ đem là gì ạ? Lấy cái chuỗi bit này các bạn chia cho x mũ 1 thôi. Ai thích để chia dạng đa thức cũng được. Mà ai thích đổi sang dạng nhị phân chia cũng được, một trong hai cách đấy các bạn làm đều có điểm như nhau. Ok chưa ạ? Câu B thì là gì? À, dùng
G2 đấy, hai cái cách làm tương tự như thế. À, câu này cũng tương tự các bạn luôn nhá. Đây, đa thức sinh đây. Data đây. Vậy nó hỏi R là gì? R chính là cái này này. Cái FCS này. Đó, là cái gì? Đó, là show all step. Làm tương tự nhá. Câu số 3. Consider the following network figure 1. À, ở đây chúng ta có link cost. À, cái thuật toán tìm đường đi ngắn nhất dựa vào cái này nó gọi là cái metric. Ở trong tài liệu này nó gọi là link cost, tức là cái trọng số của đường truyền. Trọng số của một đường truyền là dùng để đánh giá cái chất lượng của tuyến đường đó là tốt hay xấu. Thì đương nhiên là với con người chúng ta thì các bạn có nhiều cách đánh giá. Ví dụ các bạn bảo là đường càng ngắn thì đường thì có nghĩa là đường càng tốt, nhưng mà các bạn thì lại bảo rằng là đường nào ít ổ gà nhất mới là tốt, đường các bạn thì lại bảo đường nào rộng nhất mới là tốt. Các bạn nói rằng là vân vân, là rất là nhiều cái quan điểm khác nhau. Thì đây chúng ta sẽ không xét đến câu chuyện thế nào là tốt, mà chúng ta chỉ biết là đường nào có cái trọng số ngắn nhất thì đường đấy tốt hơn. À, ví dụ như là đường UV trọng số bằng 2, trong khi đường UX trọng số bằng 1, như vậy cái đường UX là ngon lành hơn. Còn thế nào là ngon lành hơn thì phụ thuộc vào tùy từng cái cá nhân xây dựng cái con đường đấy, tùy từng cái cá nhân đánh giá cái con đường đấy thì đúng rồi. Thuật toán Dijkstra như thế này các bạn, thuật toán Dijkstra thế này. Ở đây ta sẽ lấy luôn cái lược đồ này luôn ha. Đường đi từ U đến V thì trọng số bằng 2, từ U đến X trọng số bằng 1, từ V đến X trọng số bằng 2, từ V đến V kép trọng số bằng 3. Đấy, cứ tương tự như thế. U đến V kép thì trọng số bằng 5 nữa. Đấy là những con đường nối trực tiếp. Thì cách làm của thuật toán Dijkstra như sau. Tôi ví dụ như bây giờ tôi muốn tìm đường đi giữa hai điểm bất kỳ đi, giữa hai điểm bất kỳ. Ví dụ tôi lấy điểm tìm đường đi từ đỉnh U cho tới đỉnh Z chẳng hạn. Thì đi theo đường nào là ngắn nhất? Thì ta làm như nào? Như sau. Ở bước số 0. Bước 0 ha, tôi gọi là bước 0. Thì đầu tiên này, cái cột trên ta ghi tất cả các đỉnh ra. U U này. X này. Gì ạ? Các bạn thích ghi theo theo ấy cũng được, thích ghi theo theo alpha b cũng được. Thì ghi theo kiểu là gì nhỉ? ABC cũng được, UV V kép đúng không? UV V kép, xin lỗi. V kép X Y Z. Ok. Yêu cầu tìm tìm đường đi giữa hai đỉnh bất kỳ thôi. Tôi cứ lấy đỉnh tìm đường đi từ U đến Z chẳng hạn. Đường xa nhất đúng không? Ta thấy là xa nhất đúng không? Ok. Đầu tiên này, ta cho là nó bằng vô cùng hết. Tất cả các đường đi đến các đỉnh bằng vô cùng hết. Vô cùng, tức là không biết là được bao nhiêu cả. Có lẽ tôi sẽ ký hiệu cái số vô cùng bằng cái này đi. Đấy. Tức là tôi ở bước số 0 tôi khởi tạo rằng là tất cả các đỉnh đều không có đường nối trực tiếp với nhau. Bước 1. À, tôi tìm đường đi từ đỉnh U đến các đỉnh liền kề với đỉnh U. Tức là những đỉnh nào mà có quan hệ trực tiếp thì ta điền vào đây. U đến V bằng 2. U đến U tôi không xét nữa, U đến V bằng 2. Và đi qua U đúng không ạ? Đúng không? Đi từ U đến V thì có nghĩa là đi qua U đúng chưa, và trọng số bằng 2 đúng chưa. U đến V kép bằng 5, trọng số đi là và cũng đi qua U bằng 5, đi qua U. Các bạn thấy thấy ở đây từ đường Y từ đường U cho đến đỉnh V của đấy tôi có hai đường đúng không, thì chứ không phải, xin lỗi, không phải hai đường mà nhiều đường lắm, nhưng mà ở đây tôi chỉ xét các đỉnh mà có nối trực tiếp với đỉnh U thôi, bằng bằng 5, tức là cái đường vòng vòng trên đây này và đi qua đỉnh U. U đến X gì? Bằng 1. À, tôi tìm đỉnh ngắn nhất, 1. Và đi qua đỉnh U. U đến Y. À, ở đây U đến Y. Ở bước số 1, U đến Y chưa có cái đỉnh nối. Chưa có đường nối trực tiếp cho nên vẫn bằng vô cùng. U đến Z cũng vậy. Chưa có đỉnh nối. Bước 2. Bước 2. Đọc qua rồi. À, trong số 3 cái thằng này, tôi chọn ra đỉnh đỉnh ngắn nhất. Vậy tôi thấy là đỉnh X. Vậy tôi bổ sung đỉnh x vào đây. Xin lỗi, đây tôi làm thêm một cái nữa. U này. Đó.
U, và tôi bổ sung U X vào đây. Và tôi bôi vàng chỗ này ha, các bạn nhớ nha, đánh dấu vào đây. Đánh dấu vào đây. Bước thứ hai tôi tìm các điểm liền kề với đỉnh với điểm X. À, XU thì thôi không xét nữa. XV nào. À, để đi đến đỉnh để đi đến đỉnh V mà đi qua đỉnh X thì trọng số bằng bằng 3. Đó. Bởi vì U đến V bằng X đến V bằng 2 mà. X đến V bằng 2. Rồi cộng thêm với 1 đi qua đỉnh U nữa, như vậy bằng 3. Bằng 3 đi qua đỉnh đỉnh X. À, tôi thấy rằng là cái trọng số này lớn hơn cái trọng số cũ, cho nên là gì ạ? Tôi vẫn giữ nguyên, tức là tôi giữ nguyên quan điểm là muốn đi đến đỉnh V thì vẫn cứ đi qua đỉnh U với trọng số bằng 2. Bạn hiểu chỗ này nhá. Tức là tôi giữ nguyên quan điểm là tôi sẽ không đi qua đỉnh X, mà tôi thấy rằng là gì ạ? Đi qua đỉnh X trọng số bằng 3, tội gì tôi đi. Nhá. Đó. Cho nên là gì ạ? Tôi giữ nguyên quan điểm là tôi muốn đi đến đỉnh V thì tôi đi qua đỉnh U với trọng số bằng 2. Đi qua đỉnh V kép. À, X V kép bằng 4. Xin lỗi, x kép bằng 3 cộng với cái 1 này, vậy tôi thấy là để đi từ đỉnh U đến đỉnh V kép tôi phát hiện ra một đường mới là bằng 4 và đi qua đỉnh X. X đến X tôi không xét đến nữa. X đến Y nào. À, X đến Y bằng 2. X đến Y bằng 2. Xin lỗi, X đến Y bằng 1. Như vậy tôi phát hiện ra là đi đến đỉnh Y mà đi qua đỉnh X thì trọng số bằng 2. Tôi thấy là 2 thì nhỏ hơn vô cùng cho nên tôi bổ sung vào đây. 2 và đi qua đỉnh X. X đến Z nào, X đến Z bằng vô cùng, cho vậy tôi vô cùng thì bằng vô cùng. Vẫn ở trên thôi, cho nên là tôi vẫn để là vô cùng. Rồi trong số 3 cái thằng này, tôi chọn là thằng ngắn nhất. À, các bạn sẽ thấy có hai thằng bé, thằng nào cũng được, các bạn chọn thằng nào cũng được các bạn ạ. Bởi vì là kiểu gì các bạn cũng sẽ duyệt hết cái đống này thôi. Nếu giả sử thằng các bạn chọn thằng này thì tới đây các bạn sẽ phải chọn thằng này. Nếu các bạn chọn thằng này thì tới đây các bạn sẽ phải chọn thằng này. Ok, chúng ta lần lượt đi, chúng ta cứ quan điểm lập trình là cứ tính từ trên xuống dưới và từ trái sang phải đi. À, như vậy là tôi đánh dấu môi vàng này. Tôi bổ sung đỉnh U vào đây, môi ba vào đây. Tôi bổ sung đỉnh U vào đây. Xin lỗi, đỉnh V ạ, U, U, X, V. Rồi tôi tìm tất cả điểm liền kề với điểm với đỉnh đỉnh V nào. VU thôi tôi không xét nữa. VV tôi không xét nữa. Nào V, V kép nào. V, V kép bằng 3. Như vậy đi qua đỉnh V kép thì có thể đi qua đỉnh V với trọng số bằng 5. 5. Và đi qua đỉnh V. À, tôi thấy rằng là đi qua đỉnh V với trọng số 5 thì không bé hơn, không nhỏ hơn cái đường trên. Do vậy tôi giữ nguyên quan điểm là muốn đi đến đỉnh V kép thì đi qua đỉnh đỉnh X hay hơn. À, VX. À, ban nãy ta đã xét rồi. Chỗ này ta bỏ qua, ta không xét đến nữa. VY nào. Đi qua đỉnh V với đỉnh Y bằng vô cùng. À, vô cùng thì là không bé hơn. Do vậy tôi giữ nguyên quan điểm là đi qua đỉnh Y. Muốn đi đến đỉnh Y thì đi đi qua đỉnh đỉnh X với trọng số bằng 2. Và đỉnh VZ cũng vậy, tôi vẫn để là vô cùng. Rồi, tôi tìm đấy các bạn thấy không ạ? Bây giờ tôi sẽ chọn thằng này. Một trong hai thằng, bước 4 các bạn. Tôi bổ sung đỉnh U, X, V và Y vào đây. Rồi, cái thằng này không xét nữa, không xét nữa. Rồi, Y, V kép nào. Y, V kép bằng 4. Y, V kép bằng 4. Đó. Mà muốn đi đến đỉnh Y thì bằng 2, như vậy đến từ đỉnh U đến đỉnh Y thì bằng 2 này. Và Y đến V kép thì bằng 4. Do vậy là từ U qua Y về V kép thì bằng 6. Và đi qua đỉnh Y đúng không? Nhưng tôi không để ở đây, bởi vì sao? Nó bé hơn so với đường trên. Rồi tôi giữ nguyên là để đi qua đỉnh X gì. UX thì thôi không xét nữa, Y không xét nữa. Rồi YZ nào. YZ bằng bằng 3. Như vậy là muốn đi đến đỉnh Z thì đi qua đỉnh đỉnh Y với trọng số bằng từ U đến Y thì bằng bằng 2 rồi đúng không ạ? Vậy là muốn đi đến đỉnh Z thì đi qua đỉnh Y với trọng số bằng bằng 5 và đi qua đỉnh Y. Rồi, tôi chọn thằng nào bé nhất? À, thằng này bé hơn. Bước 5. Bước 5. À, tôi bổ sung đỉnh V kép vào. U, U, X, V, Y và V kép. Rồi, không xét, không xét. À, sorry, thằng này có xét. À, không xét nữa rồi, không xét nữa rồi. Này có xét không? Không xét nữa rồi. Rồi, V kép Z nào. V kép Z bằng 5. Như vậy là muốn đi từ V kép sang Z thì bằng 5. Nhưng mà như vậy suy ra là muốn đi từ U đến V kép. Xin lỗi. Đi từ U đến V kép thì bằng 4 và từ V kép đến Z thì bằng 5.
Do vậy là muốn đi đến Z, đi từ U đến Z mà đi qua V kép thì chúng ta sẽ đi bằng 9 và đi qua V kép. Cái này không ổn lắm, tôi không thích cái này. Bởi vì sao? Bởi vì nó không ngắn được cái đường kia, cho nên là gì ạ? Tôi giữ nguyên quan điểm là đi qua đỉnh đỉnh Y. Hết rồi. Như vậy. Ở đây tôi có thể xác định được là muốn đi đến Z thì đi qua Y. Muốn đi đến Z thì đi qua Y. Với trọng số bằng bằng 5, muốn đi đến Y thì đi qua Z với trọng số bằng, xin lỗi, muốn đi đến Y thì đi qua X với trọng số bằng 2. Muốn đi đến X thì đi qua U trọng số bằng 1. Đó, như vậy tuyến đường ngắn nhất của tôi là U X Y Z. U X Y Z, nó chính là thuật toán Dijkstra. Dạ. Hay các bạn muốn tìm đường đi đến hai điểm bất kỳ khác trong cái đồ thị của bạn cũng tương tự như thế. Thì cái thuật toán Dijkstra này được sử dụng để tìm đường đi ngắn nhất từ một mạng tới một mạng. Tôi nhấn mạnh là từ một mạng tới một mạng nhé. Và thuật toán này thì được các cái router sử dụng để lập trình lên cái giao thức định tuyến của mình. Đó. Dựa vào cái phương pháp này thì các bạn hoàn toàn có thể tự mình xây dựng được đường đi ngắn nhất từ hai đỉnh bất kỳ trong đồ thị. May mắn ở đây là chúng ta đồ thị đây là đồ thị vô hướng. Thế nên nếu mà đồ thị có hướng tự nữa thì nó còn ràng buộc nhiều cái nữa cơ. Nhưng mà thôi được rồi, may mắn ở chỗ này là đồ thị vô hướng ha. Rồi, có lẽ tôi chụp cái này lại gửi cho các bạn ha. Tôi cũng chụp lại. Chụp lại, tôi gửi cho các bạn nhé. Câu này là câu mấy ạ? Câu 3 đúng không? Câu 3. Thuật toán Dijkstra. Dijkstra viết thế nào nhỉ? Dijkstra. Nó dựa trên cái đồ thị này. Rồi, tiếp theo đến câu số 4. Câu số 4 nó nói rằng là router has the following CIDR entry in its routing table. Rất đơn giản thế này. Thứ nhất là CIDR nó được gọi là gục rút. Thì nếu mà các bạn học mạng một cách đàng hoàng thì các bạn sẽ biết được rằng là thế nào được gọi là định tuyến và thế nào được gọi là chia mạng con. Thôi đơn giản thế này. Nhưng mà ở đây tôi không đi 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 làm phiền phức như thế nữa. Tôi sẽ tập trung vào việc giải cái vấn đề này luôn. Và nếu mà các bạn gặp một bài tương tự, các bạn cũng sẽ tự xử lý được. Ok, nó nói rằng là gì ạ? Trong cái bảng router thì trong cái routing table, tức là trong cái bảng định tuyến của router thì nó có một cái entry như thế này. Tức là gì? Tức là gì? Nếu như gặp một cái địa chỉ đích của gói tin, địa chỉ mạng đích của gói tin là 135.46.56.0 sẹt 22 thì bắn gói tin ra cổng interface 0. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích cái này như sau. Câu 4 đúng không ạ? Câu 4. Ta giải thích cái này như sau. Tức là router nó cứ nhìn thấy địa chỉ đích của gói tin mà đi đến cái mạng này thì nó sẽ bắn gói tin ra cổng interface 0. Vậy cái sẹt 22 là gì? Sẹt 22 là cái số lượng là được gọi là subnet mask của cái địa chỉ mạng này. Nó dùng để thể hiện là cái địa chỉ mạng này dùng bao nhiêu bit cho phần mạng. Đó. Thì các bạn hiểu thế nào là phần mạng, thế nào là phần máy, rất đơn giản này này. Một máy tính mà muốn tham gia vào internet, muốn tham gia trao đổi dữ liệu với máy tính khác, tối thiểu nhất nó phải nằm trong một mạng nào đó, nó phải thuộc về một mạng LAN nào đó. Nó phải thuộc về một mạng nào đó. Giống như kiểu là số điện thoại của tôi thì kiểu gì cũng phải có thuộc về một nhà mạng nào đấy. Đúng không? Tên của các bạn kiểu gì cũng phải, các bạn cũng phải thuộc về một cái họ nào đấy. Đó. Và số điện thoại của tôi có hai phần, phần định danh nhà mạng đúng không? Và phần định danh thuê bao trong cái mạng đấy. Tên các bạn cũng thế, cũng gồm có hai phần, phần họ và phần tên. Đúng chưa? Phần họ là để phân biệt giữa các họ với nhau, và phần tên là phân biệt giữa các người trong cùng một họ. Thế thì đơn giản thế này. Đây là địa chỉ mạng và đây là cái số bit mà cái địa chỉ đó dành dành cho phần mạng. Giống như kiểu số điện thoại các bạn là ví dụ như là số điện thoại này.
09 12 3 4 5 6 7 8 chẳng hạn. Thì các bạn thấy rằng là ở đây là các bạn thấy đây ngay là sẹt 3 đúng không? Vì sao? Bởi vì là cái số điện thoại này các bạn để dành 3 bit cho phần nhà mạng. Đấy, 3 bit cho phần nhà mạng. Để làm sao? Nhìn vào 3 bit này cái biết ngay ở đây là nhà mạng Vina. Để cho nên các bạn để sẹt 3 ở đây. Rồi. Thế thì quay trở lại với cái bài của chúng ta. Nó hỏi rằng là router sẽ làm gì với cái nếu như mà có một cái gói tin đi với cái địa chỉ là 135.46.63.10 thì rất đơn giản thế này. Chúng ta cần xem là cái gọi cái địa chỉ này này nó thuộc vào cái mạng nào. Đó. Cái địa chỉ này thuộc về mạng nào rất đơn giản thế này, các bạn copy cái đằng này ha. Đằng này. Đó. Các bạn làm như sau. Subnet mask 22. Có nghĩa là địa chỉ nó trên dành 22 bit cho phần địa chỉ mạng. Rồi, 22 bit cho địa chỉ mạng, bây giờ ta sẽ đi tìm địa chỉ của cái mạng chứa cái máy này là gì. Chúng ta sẽ xem. Tôi lấy đủ 22 bit thôi. À, đây địa chỉ. Tôi lấy đủ 22 bit. Ở đây tôi có 8 bit này này. 8 bit là 16 rồi này. Vậy, nếu ta lấy cả thằng này, thì là 8 bit nữa thành 24, vậy không ổn lắm. Vậy có nghĩa tôi phải đổi cái thằng này sang nhị phân để tôi tính. Đó. 63 thì sẽ thành là 0111 1111. Đúng không ạ? Đây đúng 63 rồi đấy ạ. Xin lỗi, không phải nhầm. 0011 thì đúng hơn. Thì kiểm tra xem đúng không nhé. Còn nếu mà bạn nào không muốn biết cách đổi từ thập phân sang nhị phân thì chắc là các bạn phải học lại CSI hoặc là CA gì đấy. Tôi dùng máy tính tôi tính cho nhanh thôi. Rồi, đúng rồi, chuẩn rồi. Đấy. Và lấy 22 bit cho phần địa chỉ mạng. Vậy địa chỉ mạng chứa cái máy này sẽ là 8 này. À, 16 này. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi, đây. Như vậy toàn bộ phần sau các bạn cho bằng 0 hết cho tôi. Như vậy địa chỉ mạng chứa thằng này sẽ là 00. Chỗ này bằng 10 số 10 nhị phân đúng không? À, số 10 thập phân đúng không? Tôi cũng đổi thành 0000 hết, xóa hết đi. Thằng này đổi thành thập phân bằng số 0 thôi. Thằng này đổi thành nhị phân bằng bao nhiêu ạ? À, 2 mũ 0 bỏ qua 2 mũ 1, 2 mũ 2 bằng 4 này. À 1111 thì có nghĩa là bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 60. lại dùng máy tính cho nhanh 60 đúng không? 60 đúng không? 2 mũ 0, 2 mũ 1, 4 này, cộng 8 bằng 12, 12 cộng 16 là bằng 28, 28 cộng với cả 32 bằng 60, Sống đúng rồi. sống luôn. Đúng rồi, 60. Đấy, có nghĩa là ở địa chỉ mạng chứa cái máy tính này này là 160, sẹt 22. À, rồi, vậy quay trở lại xem nhá. Rồi nó nói rằng là nếu như thấy một gói tin mà đến có đến địa chỉ mạng như thế này thì bắn gói tin ra cổng interface 1. Như vậy câu A trả lời là vậy suy ra. Câu A nhé, ở đây tôi làm câu A trước này. À, ý A. Router will forward the packet to interface 1. Đó, ok chưa? Tương tự như thế. Câu B này. Câu B. Đó. Câu B. Câu B ha. Đây là địa chỉ IP đến đúng không ạ? Địa chỉ IP đến là như thế này. Thế bây giờ router sẽ làm gì? Đó. Không phải đây là địa chỉ mà cái IP đến muốn đến đấy nhá, tức là một cái IP, một cái gói tin mà nó muốn được gửi đến địa chỉ này này. Thì router sẽ làm gì? Đó. Tôi sẽ làm đầu tiên nó tính ra địa chỉ mạng xem là có gói tin này là bao nhiêu. Đó. Sẽ là 2 đúng không? Các bạn cũng làm tương tự thôi. Đó. 8 rồi này, 16 rồi này. Nếu lấy nốt thằng này ra 24 vậy không được, vậy cũng ta cũng đổi 57 ra nhị phân. 57 thì bằng là 2 mũ
7 bỏ qua này, 2 mũ 6 bỏ qua này, 2 mũ 5 chắc chắn được 32. Cộng với 16 thì bằng 48. 48 cộng với 8 nữa ra thì ra 56. Đúng rồi. Cộng với 4 cộng 2 cộng 1 đây là 57. Rồi. Vậy địa chỉ mạng chứa cái máy này sẽ là lấy đủ được 22 bit thôi. 8 này, 16 này, 17 này, 18, 19, 20, 21, 22. Đây 22 đây chứ. Đúng nhỉ? 8 này, 16 này, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi đúng rồi, ok. Với toàn bộ phần sau cho bằng 0 hết. Chấm. 0 0 chấm. Chấm 0 0 0 0 0 0 0 0. Này đổi thành nhị phân thì thành là đổi thành thập phân là số 0 thôi. Này đổi thành thập phân thì là số 56. Như vậy địa chỉ mạng chứa cái máy tính trên là 56. Ok, vậy có nghĩa là gì? Router khi nó thấy một một gói tin muốn đến cái địa chỉ này thì nó hiểu rằng gì ạ? Là ý là cái gói tin muốn đến cái địa chỉ mạng này thì làm gì? Muốn đến địa chỉ mạng này thì bắn gói tin ra interface 0. Rất đơn giản. Đúng rồi. Đó, interface 0. If forward the packet to interface 0. Đó là câu số 4. Nha, các bạn nhớ nha là cái cú pháp của cái bảng định tuyến đó là địa chỉ mạng này, subnet mask của mạng đấy này, và nếu như một gói tin mà muốn đến cái mạng đấy thì bắn gói tin đi đâu? À, bắn ra cổng cổng không. Rồi. Hai cái dưới không cần quan tâm, hai cái dưới không liên quan gì đến chúng ta. Câu số 5. Ai chà. Câu số 5 là hai máy A và B. À, separate là tức là có khoảng cách là 30.000 km đúng không? A B. Câu số 5. Máy A cách máy B là 20 30.000 km. 30.000 km thì là bằng 1 km, tức là bằng 3 mũ mấy nhỉ? 3 3 mũ không? 3, 30 mũ 6 đúng không? Tức là bằng 3 mũ 7 đúng không? 3 mũ 7 mét đúng không các bạn nhỉ? 3 mũ 7 mét. 3 nhân xin lỗi. 3 nhân với 10 xin lỗi nhầm. Nhân với 10 mũ 7 mét. Đấy. Rồi nha. Được kết nối bởi một cái liên kết có cái này nó cũng được gọi là R này, nó gọi là transmission rate, tức là tốc độ truyền tin là 3 megabit trên giây. Rồi ok, tốc độ truyền tin R đúng không, bằng 3 megabit trên giây, có nghĩa là bằng 3 nhân với cả 10 mũ 6 bit trên một một giây nhá. Bởi vì là một à, các bạn lưu ý một tí này, 1 kilobyte thì bằng 1024 byte, nhưng 1 kilobit thì bằng 1.000 bit. Nhớ thật kỹ cho tôi cái đấy, không để phân, tránh trường hợp bị lẫn lộn nhá. Khi nào người ta viết là MB hoa thì các bạn đọc là megabyte, còn khi nào đọc là MB thường thì các bạn đọc là megabit đó. P là per second, PS là per second này. Rồi, support the propagation speed. Propagation speed là nó gọi là tốc độ truyền tin, tốc độ lan truyền trên cái dây này, trên cái link này là nó truyền được là 2,8 nhân 10 trên 2,5 nhân 10 mũ 8 mét trên dây. Tức là một dây nó sẽ lan truyền được là 2,5 nhân 10 mũ 8 mét. Rồi. Ok, vậy chúng ta có là cái propagation speed của chúng ta là bằng 2,5 nhân với 10 mũ 8 mét trên giây ha. Yêu cầu nó yêu cầu tính là cái nó gọi là cái trễ băng thông, và cái này nó được gọi là trễ lan truyền. Nó gọi là trễ lan truyền thì rất đơn giản thế này. À, cái đường dây này, cái đường dây dài là 30.000 km đúng không? Mà lan truyền được là 2,5 nhân với 10 mũ 8 trên mét trên một giây. Thế thì bây giờ rất đơn giản thế này thôi. Thế thì bây giờ nó sẽ hỏi là để lan truyền hết 30.000 km thì lan truyền hết mấy giây ấy mà. Đấy, đường dây dài như thế. Vậy bây giờ cái nó gọi là cái này nó gọi là
drop nó gọi là trễ lan truyền các bạn. Trễ lan truyền. Đó. Thì bằng là rất đơn giản thôi các bạn. Lấy 3 nhân 10 mũ 7. Nhân với 10 mũ 7 mà chia cho 2,5 5 nhân với cả chưa được. Nhân với cả 10 mũ 8 thôi. Tại sao thế? Rất đơn giản thế này. Lan truyền trong 1 giây thì nó đi được là tầm này. Thế bây giờ hỏi muốn đi hết tầm này thì đến mấy giây ấy mà. Rất đơn giản thế đúng không các bạn? Cái này là bài toán lớp 2 tôi nhớ là được học rồi. Không? Giống kiểu là 3 người thì làm được 6 cái kẹo. Thế bây giờ hỏi là 8 người thì làm được mấy cái kẹo mà. Đấy, thì các bạn sẽ lấy gì ạ? 6 nhân với 8 chia cho 3, đúng không? Đấy thì thế. 1 giây thì đi được như thế này. Thế hỏi bây giờ x xì giây thì đi được như thế này. Rất đơn giản. Thì cái này bằng bao nhiêu nhỉ? 10 mũ 7 chia 10 mũ 8 thì bằng 10 mũ trừ 1 này. À, Bằng tính không phẩy thử. mười hai ạ. Thế. Tính là đem đúng không? Không phẩy mười hai thầy ơi. Đúng rồi thầy. Chắc thế. Kiểm Tôi tra lại cũng cái không cho tin chúng. em rồi. Đây là tôi cứ lấy máy tính tính cho chắc nhé. 3 chia cho 2. Ui giời ơi. 3 chia cho 2,5 thì bằng 1,2 mình nhân với đúng rồi. Bằng 0,12 giây. Đúng chưa nhỉ? 8 km. Đúng rồi đấy ạ. Đấy. Như vậy là như vậy ha. Giây, không phải 12 giây. Được chưa? Như vậy là cái tiết prop này bằng 0,12 giây, các bạn tự tính đi nhá. Rồi, thế bây giờ nhá, để đi hết đoạn đường này, đi hết cái đoạn đường 30.000 km này thì một gói tin đấy, một gói tin, kể cả một gói tin nữa, cũng phải mất 0,12 giây mới đi hết được. Đấy, các bạn hình dung là giống kiểu là tốc độ chuyển ánh sáng là 300.000 km trên giây. Thế thì bây giờ để đi từ mặt trời đến trái đất là mất bao nhiêu giây mà. Đấy, kiểu thế. Rồi. Tính cái thứ hai là nó gọi là cái gì nhỉ? Cái bandwidth delay product đúng không ạ? Tính để tính cái này thì nó gọi là cái này nó gọi là trễ băng thông. Tổng lượng trễ băng thông, tổng trễ băng thông thì nó gọi là rồi đi hết cái đoạn đường này thì hết 0,12 giây. Thế hỏi là bây giờ với tốc độ truyền như thế này thì trong 1 giây ông truyền được được bao nhiêu bit đúng không nhỉ? Rồi, đúng rồi đó. Thì các bạn sẽ lấy bằng bằng 3 nhân với 10 mũ 6 nhân tiếp với 0,12 bằng bao nhiêu đấy, bạn tự tính xem. 10 mũ 6 đấy, nhân vào bằng bao nhiêu nhỉ? 3 nhân với Bằng 36 nhân 10 mũ 4 ạ. thì cũng thế rồi. 3 nhân với 0,12 bằng nhỉ. 36 nhân 10 mũ 4 có nghĩa là bằng 36. 1 2 3 4 bit. Đấy, tức là bằng 360.000 bit. Cũng cách tính của nó thế này không nhỉ? Chắc thế, đúng rồi. Rồi, đó là câu số 5, đúng rồi. À, đây là câu số 5A thôi à. Thế câu số 5B nó bảo là bây giờ muốn gửi một cái file 900.000 bit từ A đến B thì suppose rằng cái file này là gửi lần lượt không, gửi đồng bộ luôn trong một cái gói tin
Thế hỏi là số lượng bit mà nó có thể truyền được trong một khoảng thời gian là bao nhiêu? À thì đơn giản đấy, đây ban nãy chúng ta nói đây này, một thời gian nó chỉ truyền được 360.000 bit thôi. Còn bây giờ ông muốn gửi gói tin là 5 là 500 à 900.000 bit thì kiểu gì nó cũng chỉ ra được là ấy thôi các bạn. Đây. Đây là câu A đúng không? Đây câu B. Không, bây giờ gói tin. Gói tin là 900.000 bit. Nghìn bit đúng không ạ? Bit. Thế bây giờ là gì ạ? Tại một thời điểm nó chỉ gửi được 360.000 bit thôi. Thế bây giờ là gì ạ? Bây giờ cho chị, ông bắt buộc ông phải chia cái gói tin này, chia cái 900.000 bit thành nhiều gói, bằng mỗi gói này gì ạ? Chỉ được là gì ạ? Để bắt buộc phải đóng gói gói tin thành, phải đóng các gói tin, gọi là, xin lỗi tiêu dùng, tôi phải phải chia nhỏ thì đúng không, chia nhỏ cái dữ liệu, chia nhỏ cái file đấy. Đây đây là file, file 900.000 bit mới phải chia thành các gói tin, và mỗi gói tin có độ dài bằng, dung lượng, có dung lượng bằng, đơn giản thôi, bởi vì là 360 kilobit thôi đấy. Đó. Vì sao? Bởi vì tại một thời điểm đó ông chỉ gửi được 360.000 bit thôi. Thế bây giờ là gì ạ? Ông muốn gửi gói tin 900.000 bit thì ông phải chia nhỏ ra. Đó. Chia nhỏ thành thành các gói tin, mà các gói tin nó không được quá 360.000 bit. À, vì gửi qua cái này. Ok chưa? Câu số 6 với cả câu 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 1 câu 2 giống nhau các bạn nhé. Đấy, câu số 6 cũng là dùng gì nhỉ? Các bạn cứ thấy có GX này là biết ngay dùng CRC đấy. Câu số 7. Câu số 7. Packet receive packet and get mail about link to which packet for what. À. Cái switch, một cái switch này nhận được một gói tin và xác định cái gói tin đầu ra giữa, tức là xác định rằng là cái cổng đầu ra nào gói tin sẽ được forward đi, sẽ được chuyển tiếp đi. Khi mà một gói tin đến một gói tin khác thì truyền được một nửa, và còn bốn gói tin thì đang chuẩn bị truyền, và các gói tin truyền lần lượt này. Ok. Giả sử rằng tất cả các gói tin thì đều có dung lượng là 2.500 byte rồi, tất cả gói tin phải ghi đã không, cứ cái gì câu 6 cái là phải ghi vào đã. Tất cả gói tin là 2.500 byte đúng không, 2.500 byte Câu vậy 7. bằng bao nhiêu ạ? À có 7 ạ? Ừ, nhầm, xin lỗi, câu 7. Câu 7 xin lỗi nhầm. 2.500 byte và link rate 2.500 byte đã nhá. Rồi các gói tin package size, tôi dùng tiếng Anh tí cho nó hoành tráng, size bằng 2.500 byte. 2.500 byte là bằng bao nhiêu bit nhỉ? Nhân với bit thôi, nhân với 8 thôi. Nhân với 8 đi, nhân với 8, bởi vì 1 byte bằng 8 bit, thấy chưa? 8 bit. Thế dễ tính này, bởi vì là chúng ta muốn tính cái gì chúng ta đổi sang bit là tính được. Link rate là 3 megabit trên giây. Rồi ok. Link rate rate là bằng 3 megabit đúng không? 3 nhân với cả 10 mũ mũ 6 bit trên 1 giây. Ok. Vậy queuing delay for the packet. What is the queuing delay? Xem nào, nó có queuing delay for the packet, tức là mỗi gói tin chờ bao lâu, gói tin phải chờ bao lâu. Xem nào, ở đây chúng ta có một gói đang đi dở này, một gói đang đi dở, gói tin là 2.500 byte, như vậy gói dở đi được một nửa rồi, có nghĩa sẽ là bằng 1.250 byte. Ok, cái đây chúng ta có là đã truyền nhá, đã truyền được là 1.250 byte, còn lại là bốn gói
Không, còn lại là 4 nhân với 2.500 mà cộng với 1.250 đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó nói là có một gói được truyền rồi mà được truyền một nửa đó đây này. Và có 4 gói thì đang chờ không? 4 gói đang chờ. Như vậy là tổng dung lượng còn lại sẽ là 4 nhân với 2.500 mà cộng với cái phần còn lại thừa đấy. Đúng chưa? Thế nó nói là phải chờ bao lâu? Thì đơn giản thôi, nó nói là chờ được tốc độ truyền là 3 3 nhân với 10 mũ 6 bit trên giây. Thế bây giờ là tổng chỗ này bạn đem nhân với 8 nữa nhá. Đúng không ạ? Em nhân được bao nhiêu, đem nhân với 8 nữa thì tính ra bit mà. Nhân với 8. Đấy, được bao nhiêu? Các bạn đem chia cho ấy thôi. Đúng không? Nó hỏi là tốc độ chỉ giống như kiểu là tốc độ đi là 3 km trên giờ, thế bây giờ muốn đi là 5 km thì phải đi hết mấy giờ ấy? Đấy kiểu như thế. Không, cái này thì chúng ta có là gì ạ? Tốc độ rồi này, chúng ta có số bit cần truyền này, vậy bây giờ yêu cầu là mất thời gian bao nhiêu đúng không, mất thời gian bao nhiêu đúng chưa? Đây đây này, waiting waiting to be transmit này, mất thời gian bao nhiêu? Đơn giản thôi, mất thời gian là chia cho 3 nhân với 10 mũ mấy nhỉ, 10 mũ 6 đấy. Bạn tính đã thử xem là bằng bao nhiêu, thử xem nào. 4 nhân 2.500 là bằng, bạn tính nhanh nhanh đi. Ừ. 4 nhân với 2.500 thì bằng 10.000 này, cộng với 1.250 này, bằng 11.250 này, được bao nhiêu nhân với 8 thì ra số bit đúng không? Bằng 90.000 này, mà chia cho 3 nhân 10 mũ 6 đúng không? Là 3 triệu đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,03 bằng 0.03 giây. Đó, chờ 0,03 giây. Đúng không? Tức là bằng 0,03 tức là bằng bao nhiêu? Tức là bằng bằng 30 mili giây đúng không? Đấy, bạn nào thích đổi cho mili giây cho nó đẹp đẹp tí thì đổi. Đấy, đấy là câu số 10. À, câu số 7. Còn cái gì đấy nữa? What is the queen more generally? Tức là tổng quát hơn à? Đó. The queen delay when all packets have length, tức là các cái có độ dài hay là L này, sẽ là R này, rồi x bit là đang được x bit đang được truyền dở, và n packet còn lại. À thế rồi, đây thì sẽ bằng là gì? Tổng quan hơn thì sẽ bằng là, muốn tính cái thời gian chờ đúng không? Thì sẽ bằng là n nhân với l này. Viết phương Đúng trình không? quá lại thầy. Ơi. Sao ạ? À từ phương trình tổng quát đó hả? Ừ, đây. Nhìn tổng quát thì thế này thôi. Nó yêu cầu tính thời gian đúng không? Tính thời gian thì là gì ạ? Cái thời gian này là nó gọi là thời gian chờ đúng không? Time sẽ bằng, nhầm nhầm, đây ạ, cộng với l chữ x đúng không? Bởi vì là n là số, đây chỗ này ta nói lại nhé, n là số 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 gói tin còn lại này, nhân với kích cỡ của một gói tin này đấy, và nó x bit được truyền đi rồi, x bit được truyền đi rồi thì có nghĩa ta sẽ phải lấy tổng dung lượng của một gói tin, ta trừ đi cái x bit đấy, thế thì chỗ này sẽ phải là cộng đúng chưa, tức là sẽ là tổng dụ số lượng bit, sổ tổng số lượng bit của n gói tin cộng với cái phần mà còn 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 chưa được truyền của cái gói đang truyền dở này đúng chưa nào, được bao nhiêu ta đem chia cho l, à xin lỗi em chia cho r đấy, đây là công thức của chúng ta, xin lỗi các bạn ha. Được chưa? Rồi câu số 8. Câu số 8. Câu số 8. Suppose the header consists of four bit words.
Cái checksum này thì dễ hơn so với thằng kia nhiều. Tôi sẽ làm một bài khác thôi. Bài này dài quá tôi không làm. Câu số 8 ha. Câu 8. Trước tiên tôi nói về checksum. Checksum nó cũng là một cái thuật toán giống CRC ấy, dùng để phát hiện lỗi. Thì checksum nó như thế này. Nó sẽ chia cái dữ liệu của chúng ta thành từng khối 8 bit. Ở đây là chia thành mấy bit ạ? 2, 4, 6, 8. Đúng rồi, thành từng khối 8 bit. Ở đây nó chia thành 16 bit các bạn ạ. Từ thơ cũng được không sao cả. Đây nó chia thành 16 bit, thành từng khối 16 bit. Đó. Đây chia thành từng khối 16 bit. Ok, cũng đồng ý. Không sao cả. Nhưng mà cách làm checksum như này. Tôi ví dụ tôi chia thành 8 bit thôi ha. Ngắn. Mà chia 16 bit được nào. Làm luôn ví dụ này luôn. Đó. Tăng độ khó cho game một tí. Úi rồi. Rất đơn giản đấy là chia đấy. Thì có nghĩa là toàn bộ cái phần này đây bên này là data các bạn nhé, toàn bộ dữ liệu cần truyền đấy, và nó cứ chia thành cái data đó thành từng khối 16 bit như thế này, chia thành khối 16 bit như thế này đấy. Thì nó sẽ làm này, từng khối 16 bit nếu so, nó sẽ đem nó cộng lại với nhau các bạn nhé, 16 bit nó sẽ đem cộng lại với nhau. Phóng to một chút xíu nữa. Phép cộng nhị phân thì các bạn nhớ cho thế này. Phép cộng nhị phân tôi lưu ý một tí trên phép cộng nhị phân, cái này là từ hồi học CSI ấy, nhị phân là gì, là không mà cộng với không thì bằng không, cái này đương nhiên rồi. Để xuống dòng, một cộng với không thì cũng bằng không cộng một bằng một, và một cộng với một thì bằng một không. Thực ra này, một đây là một nhị phân, một nhị phân mà đổi sang thập phân thì cũng bằng số 1. Một nhị phân đổi sang thập phân cũng bằng số 1. À, số 1 thập phân cộng số 1 thập phân thì bằng số 2 thập phân. Và số 2 thập phân thì đổi sang nó bằng 10 nhị phân. Đấy, cho nên đấy là lý do vì sao mà 1 cộng 1 bằng 10 là như vậy. Rồi. Ok, ta sẽ đem cộng bốn cái thằng này lại với nhau. Gọi lại tôi viết ở đây thì dễ nhá. Rồi cộng này. Hơi phiền nha. 1 cộng 1 thì bằng 10. Viết không. Nhớ 1 đây này. Rồi cộng này bao giờ cho xong. Nhớ 1 nha. 1 cộng 0 bằng 1. Cộng 0 bằng 1. Cộng 0 vẫn bằng 1. Cộng với 1 nữa. Cộng 1 nhớ bằng. Là 10 tiếp. Viết không. Nhớ. Nhớ 1 đây này. Rồi tiếp rồi này. 1 cộng 1 bằng 1 0. Thế này bằng 0 hết đúng không ạ? 0 lại viết 0. Lại nhớ 1 lên này. 1 cộng 1 nhớ. Lại bằng 1 0 tiếp. Viết 0. Nhớ 1. 1 cộng với 1 nhớ bằng 1 0. 1 0 cộng 1. 1 0 cộng với 1 thì bằng 0 cộng 1 bằng 1. 1 hạ xuống. Như vậy 1 0 cộng 1 thì bằng, chị lỗi, 1 1 cộng 1 1 0 này, 1 0 cộng 1 bằng 1 1. Viết 1. Nhớ. Nhớ 1. 1 cộng 1 1 0. 1 0 cộng với 1 bằng 1 1, lại viết 1. Nhớ. Nhớ 1 tiếp. 1 cộng 1 bằng 1 0. 1 0 cộng 1 bằng 1 1. 1 1 cộng 1, ấy chà. Cộng với 1 thì bằng 1 cộng 1 bằng 10, viết 0. Nhớ 1 đúng không ạ? 1 cộng 1 bằng 10. Như vậy 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 thì bằng 100, viết 0, nhớ. Nhớ 10 các bạn ạ. Chết rồi. 1 10 cộng với 1 thì bằng 11. 11 cộng với 10. Đó, dưới này là 1 cộng 1 là 10 không?
một một cộng với một không thì bằng một một một. Như vậy viết một, nhớ nhớ một một, đúng rồi, nhớ một một đấy. Một cộng một một không, một không cộng một một. Thế một một cộng một không là bằng 101 chứ thầy? Sao lại 111 thế? Từ 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 từ, một một cộng một không á. Vâng, 101 chứ thầy. Ừ nhỉ, trời, một không một. Ôi trời ơi, cuống rồi, loạn rồi. Thầy cứ dùng Máy máy tính tính thầy ạ. Phải máy điều chỉnh tính một máy tính. à, các bạn dùng máy tính được đúng không? Vâng, máy Ừ. tính bỏ túi cũng tính được. À không được, các bạn không dùng máy tính được đâu ạ, bởi vì là tí nữa nó chỉ xét ra 11 16 bit thôi. Do vậy là các bạn không thể Có các được bạn không dùng thể nguồn là, vũ khí ở trên máy tính không thầy? nhưng mà nếu các bạn dùng máy tính á, các bạn mà dùng máy tính ấy thì sẽ là tức là lần này nó còn thừa ở đây này, thì máy tính nó sẽ gom luôn cái bit thừa đấy. Nhưng mà nếu thừa ở đây thì các bạn phải cộng xuống dưới nữa cơ, hiểu chưa, để cho đảm bảo cái chuỗi bit kết quả này vẫn là 16 bit. Dạ. Thì có lẽ là tôi lấy một chuỗi bit khác ngắn hơn, này dài quá. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây, tôi lấy ví dụ nhé, tôi lấy một ví dụ đi. Giả sử chuỗi bit dữ liệu là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, như này chẳng hạn. Đây là chuỗi bit dữ liệu của tôi. Tôi ví dụ là tôi gom thành 16 bit, hoặc là ví thêm đi. À thôi, tôi gom thành 8 bit thôi cho dễ, cho nhanh các bạn nhé. Đây, đây là chuỗi bit dữ liệu của tôi ha, data. Data. Tôi là như thế này. Tôi có tách thành từng nhóm 8 bit như trong đề của các bạn là tách thành từng nhóm 16 bit đúng không? Mà cách làm tương tự thôi. 4 6 8 rồi. 2 4 6 8 rồi. 2 4 6 8. À may mắn ở đây là tôi viết đây là thành ba cụm 8 bit luôn. Thế nếu giả sử á, mà lỡ may nó dư ra 1101 nữa chẳng hạn, thì các bạn sẽ làm nào? À, các bạn sẽ thêm là thêm 4 bit không vào nữa ha. Đấy, nên như này. Ok, tôi làm cho ba cụm này thôi ha. Tôi tính ví dụ cho bạn thôi. Tính này. Tính này. Phức quá. Rồi 1 cộng 1 cộng 1 thì bằng 1 1. Viết 1. 1 cộng 1 bằng 1 0 đúng không ạ? 1 0 cộng với 1 thì bằng 1 1. Viết 1 nhớ. Nhớ 1. 1 cộng 1 thì bằng 1 0. Viết 0 nhớ. 1. 1 hạ xuống thôi. 1. 1 cộng 1 thì bằng 1 0. 1 0 cộng 1 bằng 1 1. Viết 1 nhớ. Nhớ 1. 1 hạ xuống. À, 1 cộng với 1 thì bằng 1 0, viết 0 nhớ. Nhớ 1. 1 cộng với 1 lại bằng 1 0, lại viết 0 nhớ. Nhớ 1. 1 cộng 1 thì bằng 1 0, 1 0 cộng 1 bằng 1 1. À, bây giờ nếu như mà nếu các bạn mà dùng máy tính ấy, các bạn sẽ viết luôn số 1 vào đây. Vậy không được. À, mà là gì ạ? Nhớ 1 đúng không? Mà bây tôi vẫn muốn đảm bảo cho cho 8 bit thôi, vậy thì là sẽ cộng thêm 1 bit vào đây. Đấy, trong cái ví dụ của các bạn, trong cái đề của các bạn nó là 16 bit, vậy thì là các bạn cũng phải đảm bảo cho biết kết quả chỉ được là chỉ được là 16 bit thôi. À, đúng rồi đấy. Đấy, sau đó là gì ạ? Cộng lại 1 cộng 1 bằng 1 0, biết không? Nhớ 1, 1 hạ xuống, 1 hạ xuống, 1 hạ xuống, 1 hạ xuống, 0 hạ xuống, 0 hạ xuống, 1 hạ xuống. Sau đó các bạn đem nghịch đảo lên. Các bạn đem nghịch đảo lên. Nghịch đảo tức là như thế nào? Nó gọi là lấy bù 1 đi. Bù 1. Đó. Thì các bạn sẽ được chữ bit là 0 1 1 0 0 0 0 1. Tức là cứ bit 1 thì thành bit 0, bit chứ lỗi bit 0 thành bit 1, bit 1 thành bit 0, bit 1 thành bit 0. Đấy. Và cái này được gọi là sum.
Và các bạn sẽ gắn 8 bit này vào chuỗi bit data, tức là 0 1 1 0 0 0 0 1. Đấy, như vậy data của tôi sẽ là, xin lỗi, chuỗi bit chuyển đi của tôi sẽ là 0 1 1 0 0 0 0 1. Đấy, đây chính là chuỗi bit chuyển đi của tôi. Đấy, đây là tôi làm bài số 8, tôi làm ví dụ về 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 một cái chuỗi ngắn hơn thôi, để cho tôi dễ tính, tính nhanh hơn thôi. Còn các bạn là hơi phức tạp hơn một tí là các bạn sẽ dùng đến 16 bit. Đó, thì các bạn tính 16 bit ở Biết đây. này. Này nếu mà dùng máy tính cộng vào xong thì nó sẽ, nếu mà nó thừa ra mấy bit thì em lại lấy 8 bit đầu tiên xong cộng với cả mấy cái bit thừa đấy được không? Tám bit đầu tiên cộng với thừa á. Vâng. Như cái như cách vừa nãy thầy, nếu mà cộng vào nó thừa ra mấy bit thì lại, Đây, cộng cho này cái gì, nó thừa cho một bit này cái gì, vâng, thì nếu nó lấy mà 8 bit đầu tiên này á, nếu 8 mà bit đầu bấm tiên này á. ví Ừ, bấm ví máy dụ như kiểu bấm máy ra 9 số thì lấy 8 số hôm sau xong cộng với cái số đầu tiên xuống cuối ấy rồi. à, ừ đúng rồi đấy, đấy các bạn lấy 8, tức là nó ra ví dụ đây đúng không, thì các bạn lấy 8 bit này này, các bạn cộng với bit này được, hiểu chưa nhỉ? Rồi ạ. Đó, đây là như vậy, đây là một bài tương đồng thôi ha các bạn nhá. Ở đây là tôi chia gì nhỉ, chia 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 thành 8 gọi 8 8 bit, nhưng mà trong ví dụ của bạn nó là 16 bit. Và vậy là các bạn tính nó là để 16 bit thôi. Đó, thì cái sum của bạn cũng là 16 bit. Thế kết quả là chỉ cần viết ra 16 bit mình tính được là được chứ đấy, hay là phải viết ra cả cái chuỗi mình trước đấy? Phải trình bày cách làm em. À vâng. Đúng rồi. Viết bằng tiếng Anh thế. Đương nhiên, đúng tiếng Anh. Nếu đi thi có được dùng cái phần mềm máy tính không vậy? Hình như chắc được ạ. Bởi vì là PA thì nó, à không, PA nó full màn hình. OPA là nếu mà đúng cái phần mềm TPE đấy thì. Ừ đúng rồi, giống phần mềm PE đấy. Thế dùng tiếng Việt được đúng không thầy? Không được ạ. Bắt buộc lời giải phải viết tiếng Anh à thầy? Đúng rồi, đúng rồi. Thầy ơi, thi hai slot là slot đầu là bài tập, một slot sau là thi trắc nghiệm thầy. Ừ đúng rồi. Ủa, các bạn để lại tên này à. Tôi auto tôi điểm danh. Ui dồi, ông Nguyễn Công Dũng, chứng tỏ ông chưa đi học buổi nào đúng không? Ông chưa vào meet với thầy buổi nào đúng chưa? Thế hôm trước là lịch hôm trước là bị dính thi PE của môn lập trình thì có sao vậy? Thì các bạn hôm đấy các bạn báo lại cho thầy chứ, nhưng mà hình như là tôi không biết là nó có bị tính hay không. Sao lại chọn 22? Đúng rồi, 22. Không, chỉ biết tiếng Anh thôi. Người ta cho R để làm gì? Cho R. Thì thi được mang máy tính không á? Hình như là có, đúng rồi. Như là năm ngoái là thấy có. Năm ngoái ban đầu được bảo không cho, nhưng sau đó cuối cùng là cho. Thầy Đức dạy dạy cái gì? Em rồi. Các bạn có ổn không? Có thấy con ơi. Câu 2 là cho 7 bit làm gì đây? Hả? Em hỏi câu 2 là cho 7 bit làm gì đây? Câu 2 á. Rồi, câu 2 cho 7 bit á. Con xin lỗi, 7-bit generator. Chả biết để làm gì, không biết. Không biết cái này để làm gì. Tôi chỉ biết là với CRC thì đây là data, đây là data sinh. Và các bạn cứ đem Chưa.
Ừ, đem chia thôi, đem Còn câu gạt 1 thôi. x cộng 1 là gì hả thầy? X cộng 1 á, đây là hai câu khác nhau này, G1 để dùng cho câu A, G2 để dùng cho câu B. X cộng 1 này chính là cách viết dưới dạng đa thức của cái X cộng 1 này chính là cái cách viết dưới dạng đa thức của cái chuỗi này Đại. thôi. Đây tôi viết, tôi lấy đại một 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 cái chuỗi nhé, các bạn nhìn nhé. Tôi lấy đại một cái chuỗi là x mũ 4 cộng với x bình phương cộng với 1 chẳng hạn. Thế thì sẽ là 1 thì chính x mũ 0 đúng không? Đúng không? Thế thì sẽ là chính là cái chuỗi bit đa thức này chính là x mũ 4 này, x mũ 3 bỏ qua, x mũ 2 có, x mũ 1 bỏ qua, x mũ 0. Đấy, chính là chuỗi bit này. Tức là nó cách viết dưới dạng đa thức thôi, một trong hai cách viết đấy. Đấy. Có ai hỏi gì nữa nhỉ? Trước khi vào câu 9, câu 10. Nhưng mà sao dạng nhiều nhỉ? Năm ngoái không? Năm ngoái mình nhớ có mấy câu, mà nhiều thế. Mấy câu? Khoảng 10 câu à? Đi thi Ơi. mấy câu thầy? Thì không nhớ mấy câu. Nói chung là chắc trong vòng 120 phút chắc. Nhưng mà nói chung là các bạn cứ yên tâm làm theo kiểu như này là ok, ít Thế nhất rồi. kiểu gì được. Ơi Thế thầy, thầy bật lại Facebook đi thầy. Cái lúc mà mình trình bày xong, mình tính xong cái checksum ấy, thì mình checksum cái như kiểu cái bài ví dụ của thầy ấy, thì checksum chỉ cần viết 8 cái số 8 bit cuối là được, hay là viết cả dãy data thôi? Checksum á, Vâng. nó hỏi cái gì nhỉ? Nó hỏi là cái giữa internet checksum ạ. Đâu nhỉ? Câu số 8 Câu đúng không? 8. Viết Vâng. mỗi cái 8 bit thôi. Viết 8 bit cuối là được đúng Đúng rồi, đúng không? Vâng, ok thầy. rồi. Mỗi checksum thôi. Thầy ơi, Ơi. thì cái bài 8 ấy kiểu mình làm theo kiểu là đổi sang số thập phân rồi làm như bình như vẫn như cách đấy, nhưng mà mình đổi sang số thập phân rồi mình làm được không ạ? Không. Ông khôn thế. À, phải để bit vậy rồi mình phải cộng theo bit ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Và phải trình bày ra nhá. Đấy, Trình làm bày cách. theo như kia là không có điểm mà thấy. Trình bày như như cách của thầy thế này. Hiểu chưa? Vâng. Với cả thêm cái nữa tôi nhắc luôn là các bạn trên kinh nghiệm chấm kỳ phô năm vừa rồi, bạn nào mà viết chữ xấu là tôi hay gạch đi lắm. Nên các bạn phải trình bày cho sáng sáng một tí, tẩy xóa thì nhìn khó chịu lắm. Ôi, được 91 người, đông thế à? Chúng ta là Em thấy hả? có mấy câu kiểu single error với cả double error giống trong bài 1 không Đâu nhỉ? trong bài Anh 1 xin nó có mấy cái câu hỏi kiểu single error với cả double error không? đâu đâu single đâu À không, đây là em hỏi thêm nữa, tức là có thể có không? nói chung ông cứ làm bài này ông không cần quan tâm đến chuyện là có gì hay không, chắc chắn là những cái gì không có trong này thì sẽ không có trong không có trong đề thi. À vâng, em Yên hỏi. tâm, yên tâm, cứ làm full cho thầy, hiểu cho thầy được 10 cái câu, 10 cái câu này là được, Là ít đi nhất thi là nó từ đây. chỉ đưa vào mấy cái dạng của 8 à 10 câu này thôi đúng không? Chính xác, đúng rồi, chỉ thay đổi con số đi thôi. Mỗi câu một điểm đấy. Không biết được. Không, Giống chắc cái là không đề tới này. 10, chắc không tới 10 câu đâu, quá ít thôi. Ít. Đề giống là cái này nó chỉ đổi số thôi hả thầy? Chắc thế theo kinh nghiệm của năm ngoái. À vâng ạ Tức vâng ạ. là nó sẽ có thể trộn tí hoặc là thay đổi con số đi. Dạng đề. Ý nhất có hiểu không? Từ nãy giờ giờ tôi nói thì các bạn có hiểu được không? Hiểu ạ. Ở đây có bạn nào mà không thuộc lớp do tôi mentor không các bạn? Nhớ năm ngoái là có một số bạn chắc cái kiểu rủ dê bạn bè vào đấy, rủ dê bạn bè vào nghe tôi giải đề mẫu. Ok, mình tiếp tục nhé.
À, chúng ta tiếp tục nhá, câu số 8 rồi này. Câu số 9. Consider, xem xét rằng là gói tin có dung lượng là 2.000 byte. Ok, cứ viết ở đây đã nhá. Câu 9. Câu 9. Len. 2.000 byte. 2.000 byte vậy thì 2.000 byte thì là 16.000 bit đúng không? 2 nhân với 8.000 rồi. Chính xác là 8 nhân với 2.000 bit, xin lỗi nhầm. 2.000 với 8 bit. Biết cho chính xác nào. 8 nhân với 2.000 bit. Rồi ha. Propagate over link 3.500 km, như vậy là distance là 3.500 km, tức là 3.500 nhân với 10 mũ 3. 10 mũ 3 viết ngắn đi, bằng là bằng 35 nhân với 10 mũ 5 bằng đấy, muốn tính ra thế nào để tính rồi. With propagation speed, tức là tốc độ lan truyền là 2.2,5 nhân đến 10 8 mét trên giây, tức là một giây truyền được 2,5 nhân 8. Rồi ok. Propagation speed, cái này nó đọc là tốc độ lan truyền là 2,5 mét đúng không? Nhân với 10 mũ 8 mét trên giây. Transmission rate, tốc độ truyền tin là 2 megabit trên giây. Transmission rate, rate là 2 megabit trên giây, 2 nhân với, sorry, nhân với 10 mũ, 10 mũ mấy nhỉ, 10 mũ 6 bit trên trên giây. Bạn biết là bit per second đúng không? How long does the packet progression take? Tức là cái gói tin sẽ đi trong vòng bao lâu? Thì đơn giản thôi, giống cái trên thôi. Cái này thì chả liên quan đến hai cái này các bạn. Nó sẽ là 35 đi trong một giây thì đi được thế này đúng không? Vậy thì bây giờ hỏi trong đi thế này thì đi hết bao nhiêu giây, thì các bạn sẽ lấy là 35 nhân với 10 mũ 5 và các bạn chia cho 2,5 nhân với 10 mũ 8 đúng không? Đúng không ạ? Rất đơn giản là thế thôi. Thế thì nó cho mấy cái kia để lòe thôi các bạn. Đó, được, đúng, chính xác đúng nhỉ? Rồi, đúng rồi. Một cái gói tin chuyển đi hết bao nhiêu lâu? Ồ, đúng rồi, đấy. Giây, đơn vị đo là giây. Bằng mấy giây đấy nhỉ? Thì là 10, 3, 10 mũ trừ 3 đúng không? 0,014 này. Không, bằng 0,014 rồi. Giấy đấy, nếu bạn nào thích ra và tính là bằng bao nhiêu, 14 mili giây. Rồi xong hết rồi đấy, một gói tin thiết đi hết 14 mili giây. Thế thì nó chả liên quan đến cái này, không cái này để làm gì. Câu B, does this delay depend, rồi no no không depend, không liên quan gì đến cái này hết. No, trả lời luôn no. Câu A câu B trả lời luôn no. Câu C depend on transmission rate. Nói no, say no. Xong, hết câu 9. Câu 9 xong. Đấy, bài toán lớp 3 đúng chưa? Câu số 10. Giả sử rằng host A muốn gửi một cái gói tin lớn tới host B. Cái đường từ A đến B có 3, có 3 đường. Rate của đường 1 là 250 này, rate đường 2 là 3 này, rate đường 3 là bằng 250 là kilobit trên giây chứ nhầm. Là megabit, thằng này bằng 2 megabit. Rồi, vậy có 3 đường nhá. Đường 1 thì cứ ghi ở đây đã. Có 3 đường ha. Câu 10. Câu 10.
câu Adam mình là giả sử rằng không có cái traffic nào khác trên mạng. What is the throughput or the file transfer? Throughput là thông lượng này. Rồi. Vậy thông lượng à, câu A throughput. Hay là thế cái này lại mất công giải thích cho bạn thế nào là throughput ha. Throughput. Chúng ta phân biệt một chút này nhá. Có ba cái khái niệm như này. Mất thời gian quá. Tôi giải thích thêm thôi. Băng thông, thứ nhất là bandwidth. Các bạn hiểu thế nào là bandwidth? Có đây là có ba cái khái niệm mà mọi người các bạn khi học các bạn dễ bị nhầm lẫn, gọi là băng thông đấy. Là cái độ rộng của đường truyền tin. Bản chất của băng thông ban đầu nó được tính bằng đơn vị đo của nó là bằng hertz, tức là gì? Nó là cái khoảng chênh lệch, nó là tính đúng đúng bản chất về mặt điện tử viễn thông của nó ấy. Nó là cái khoảng chênh lệch giữa cái thành phần tần số thấp nhất tới cái thành phần tần số cao nhất trong một cái tín hiệu. Đấy, bởi vì các bạn biết là trong một tín hiệu nó có thể là có tổ hợp với nhiều tín hiệu mà lúc thì tần số lớn, lúc thì tần số bé. Thì băng thông là khoảng chênh lệch giữa thành phần tần số thấp nhất thì cao nhất. Cái thằng này càng lớn và đương nhiên là nó sẽ đo bằng hertz. Đấy, megahertz, kilohertz cái đấy. Nhưng mà một điều khá thú vị là cái khoảng này chênh lệch càng lớn ấy, thì khả năng thì cái khả năng nó truyền được nhiều dữ liệu tại một thời điểm là càng cao, càng lớn. Đấy. Cho nên là sau này á thì là nó mới định nghĩa là băng thông là độ rộng của đường truyền tin, và nó đo bằng đúng vậy, đo chuẩn của nó là bit trên giây. Đấy, sau này nó có thể là megabit trên giây, megabyte trên giây, megabyte trên giây, megabit trên giây đấy. Ok. Đó, để chuẩn nhất thôi là đo bằng bit trên giây. Nha. Đó. Đây là băng thông. Cái thứ hai là cái tốc độ truyền. Tốc độ truyền. Nó gọi là transmission rate. Thì transmission tôi viết sai không nhỉ? À không, chắc không sai đâu. Transmission rate. Tốc độ truyền là tốc độ truyền tin, tức là cái tốc độ gọi thế nào nhỉ? Gọi là ta tạm là cái đúng rồi, là cái tốc độ mà nói thế nào nhỉ? Là truyền được bao nhiêu bit trên một giây, tức là đơn vị đo đo cũng bằng là bit trên giây. Thế thì cái này khác với băng thông như thế nào? Cái này nhá, các bạn hình dung này, đường đi cái đường á, cái đường bằng hình dung là băng thông nó giống như là cái số lượng làn đường. Ví dụ như là tôi cho đi xe là ba ba xe đi dàn hàng ngang với nhau được. Đó. Còn tốc độ truyền này là cái vận tốc tối đa của mỗi xe, tốc tối đa của mỗi xe. Đó. Thế thì các bạn sẽ thấy là để đánh giá một cái tuyến đường có tốt hay không ấy, thì nó sẽ dựa vào là thứ nhất là cái đường đấy, là cái đường là cái tốc độ của cái xe đi trên đường đấy là có được phép đi nhanh hay không, và thứ hai nữa là cái đường đấy có cho phép đi nhiều xe tại một thời điểm hay không. Đấy, các bạn phân biệt một tí, băng thông nó là độ rộng của cái đường đấy, còn tốc độ là cái tốc độ đi của cái, tức là gọi là cái số lượng bit mà có thể truyền được trong một giây. Cái này nó nghe mới nghe thì có vẻ là hơi giống, thì nó hơi giống nhau và rất nhiều bạn bị nhầm lẫn hai cái này. Chúng ta phân biệt một tí. Thế còn một cái khái niệm nữa đó là thông lượng, là throughput. Throughput. À, cái này nó cũng đơn vị đo là bit trên giây các bạn. Bit trên giây. Đó. Đấy. Nhưng mà là nó lại là như này.
nó là cái số lượng bit mà gọi là hữu ích truyền đi trong một giây. Thế nào gọi là bit hữu ích? Thì các bạn biết là, và thậm chí người ta nói rằng là thông lượng này mới chính là cái thông số để đánh giá chất lượng tuyến đường đấy là là tốt hay xấu. Đó. Bởi vì là những cái khái niệm ở trên này này, là bởi vì các bạn biết là hình như khi mà truyền tin á, nó ngoài những cái bit mà những cái dữ liệu mà chúng ta muốn truyền ra thì nó còn có rất nhiều những cái tín hiệu khác trên đường truyền, ví dụ như tín hiệu kiểm tra đường truyền, rồi tín hiệu bắt tay, rồi là tín hiệu xác nhận, rồi vân vân. Đấy. Thì trong đấy là throughput này là cái số lượng bit của cái dữ liệu đấy, cái dữ liệu mà chúng ta muốn truyền đấy, truyền đi trong một giây. Đây mới là cái mà chúng ta cần. Và một điều, và một điều là luôn luôn nhớ cho, luôn luôn nhớ là thông lượng luôn nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ truyền. Nhớ thật kỹ ạ, thông lượng luôn luôn nhỏ hơn bằng tốc độ truyền. Vậy thì ở đây này, ở đây nó có 3 đường truyền. 250 kbps trên giây, 30 kbps trên giây và 20 kbps trên giây. Vậy thì ở đây thông lượng chắc chắn sẽ bằng là cái nhỏ nhất. Bạn chọn cái nhỏ nhất cho tôi. Vậy câu A là throughput bằng 250 kbps/s. Đó là câu A. Câu B. Suppose the file, cái byte này có 4 triệu byte. 4 triệu byte là bằng 32 triệu bit. Rồi. Chia thành chia cái chia cái file này ra theo thông lượng, nó sẽ mất bao nhiêu thứ HD ở đơn giản thôi đấy, cái 250 kbps đúng không? Đấy, bây giờ này file là file size câu B không? Nào, file size là bằng 32 nhân với 10 mũ triệu 10 mũ 6 đó, 10 mũ 6 bit. Bit vậy mà bây giờ là đi với cái khả năng là 250 kilobit, tức là đem chia cho 250 nhân với 10 mũ 3 bit trên giây. Thế là ra bao nhiêu giây? Quá đơn giản. Bằng mấy giây đấy các bạn tự tính ha, xem nào. 10 mũ 3 32.000 chia cho 250 đấy bằng 128 đúng rồi, sao nhiều nhỉ? À ừ đúng rồi, chính xác 128 giây. Ở cái chuyện mà truyền hết hết một gói tin 4 triệu byte, 4 triệu byte tức là 4 megabyte. À sorry. Nhầm. Xin lỗi. Đây là byte, xin lỗi các bạn. 4 triệu byte. 4 triệu byte tức là bằng. À ừ. Đúng rồi các bạn ạ. Rồi chính xác rồi, 4 triệu byte tức là 4 megabyte. Tầm 4 megabyte thôi. Bởi vì là mỗi 1 megabyte thì bằng là 1024 nhân với 1024 byte cơ. Đúng rồi, chính xác. Đấy, mất 128 giây. Hết. Rồi, đó là toàn bộ những gì tôi cần trao đổi với các bạn trong ngày hôm nay. Xin kết thúc. Và sau đó là đến phần hỏi thì hỏi thêm. Các bạn cần hỏi gì thêm không? Thầy cái file thầy chữa này với cả cái file Word này xong thầy gửi mail ạ. Ai tôi chữa nào? Thầy Word này Thì cái gì? vâng cái file Word này. Tôi sẽ gửi mail cho các bạn thầy Word này. Vâng. À... Thế ơi. Ừ?
Câu 10A có cần phải giải thích gì không dạ thầy? Hay là cứ chọn throughput là cái đường ngắn nhất thầy? Ê, câu 10A các bạn ghi thêm là gì ạ? Ừ thì cứ chọn đường ngắn nhất là được. Chưa ghi Để chả quá biết là được. ghi thế nào. Đây các bạn ghi là robot nhỏ hơn bằng tốc độ truyền. Min của tốc độ truyền thì đúng rồi. Đấy thì trong trường hợp này có ba đường đúng không? Thì vậy các bạn ghi rõ là min. Thực ra là đấy nếu bạn nào thích ghi thì trong này các bạn ghi thêm là bạn ghi là gì? True put bằng min của R1, R2, R3. Tại sao lại không thể là tại sao lại là min? Bởi vì là sao bạn, nếu như mà nó mà lớn hơn, ví dụ giả sử mà nó mà là R2 chẳng hạn thì chả lẽ là nó đi đường R1 sao được, đúng chưa? Cho nên là chúng ta bắt buộc phải là min của R1, R2, R3. Thì câu thứ nhất là nói về cái header thì chúng ta có một cái như này mọi người nhỉ. Ta ta sẽ review lại một lượt luôn nhá. Mọi người xem đây là cái mô hình OSI của chúng ta, tức là dữ liệu sẽ chạy từ trên bên phía sender chạy xuống đến phía bên phía máy receiver, và cứ qua mỗi một tầng nó gán thêm một cái header đấy. Thì cái dữ liệu mà ở cái tầng này, nó tầng vận chuyển này này, nó nhận được ạ, tức là các bạn phải hiểu là ở ba tầng trên thì là vì giả sử tôi gửi 1 GB dữ liệu chẳng hạn, thì ở ba tầng trên là dữ liệu nó là 1 GB và nó giữ nguyên như thế, nhưng xuống đến tầng dữ liệu, à xin lỗi, xuống đến tầng vận chuyển thì tầng vận chuyển sẽ làm cái nhiệm vụ là chia nhỏ cái 1 GB đấy thành từng các đoạn pin, nó gọi là các segment. Và các đoạn pin đấy ấy, có dung lượng không được phép quá 1460 byte. Các cái đoạn pin nó không được phép quá 1460 byte. Và cái tầng vận chuyển này sẽ gán thêm 20 byte header vào nữa. Và đẩy xuống tầng mạng. Như vậy các bạn thấy là xuống tầng mạng chỗ này là 1480 byte rồi đúng không ạ? Tầng mạng sẽ gán thêm 20 byte header của gói tin IP vào nữa. Như vậy là cái dung lượng của tầng mạng tối đa là không được phép quá 1500 byte. Cái này nó gọi là MSS, còn cái này nó gọi anh à, cái này nó gọi là MSS, còn cái này nó gọi là MTU. Các bạn lên trên Google các bạn search thêm về cái từ khóa là MTU là các bạn sang ngay thôi. MSS và MTU. Đó ra thôi. Thấy chưa nào? Đây, bạn lại thấy có ghi rõ đây. Mỗi một tầng transport là chia dữ liệu thành nhiều phần. Mỗi phần có dung lượng không được phép quá 1460 byte, cái này nó gọi là MSS. Sau đó là nó sẽ cái tầng vận chuyển nữa gắn thêm 20 byte nữa. Nó đẩy xuống tầng mạng gắn thêm 20 byte nữa, như vậy là dung lượng tối đa của một cái packet thì không được phép quá 1500 byte. Các bạn xem đây. Đây, xem đây. Đâu nhỉ? Không biết đâu. Ở đây. Đó. Dung lượng tối đa của một packet là không được phép quá 1500 byte. Nên là cái đơn vị dữ liệu ở ba tầng này nó gọi là đơn vị dữ liệu là data. Nhưng số này đơn vị dữ liệu là segment. Số này đơn vị dữ liệu gọi là packet. Số này đơn vị dữ liệu gọi là frame. Và số này đơn vị dữ liệu gọi là bit. Đó. Thì sau đó này thì cái câu này người ta hỏi là nếu như bây giờ mà máy A muốn một cái A muốn gửi một cái thực gồm có L byte, một cái message gồm có L byte và gửi qua cái này, thì là cứ TCP gắn thêm 20 header này, IP gắn thêm 20 header này, tức là tầng mạng đấy, đây là tầng vận chuyển này, đây là tầng mạng này, gắn, và cuối cùng đến tầng tầng Ethernet, à nhờ, xin lỗi, đến tầng data link gắn thêm 13 bài 18 bài nữa. Vậy nó hỏi là phần trăm của cái đống này là bao nhiêu, thì ở đây chúng ta xem là gói tin là 100 bài, cái này dễ dàng tính ra thôi, 100 bài mà qua 3 tầng này là sẽ bảo là cộng với bao nhiêu nữa, cộng với 20 này, cộng 20 cộng 18 bằng cộng 28 nữa đấy,
và cộng với 58 thì phim máy nhận nó sẽ phải bỏ đi, nó chỉ lấy 130 thôi. Như vậy các bạn lấy 100 chia cho 158 là ra bao nhiêu phần trăm, đúng không nào? Có dễ hiểu không? Dễ hiểu hơn mấy cái ông ở trên Coursera nói thầy. Đương nhiên là nó chỉ khác một cái thôi, đấy là ngôn ngữ thôi mà. Được chưa? Còn cái thằng này 530 thì các bạn cộng thêm với 58, 500 chia cho 58 bằng bao nhiêu? Tính ra số phần trăm của cái transmit, đúng không? Đúng chưa? Còn câu B thì còn dễ hơn nữa các bạn. Thì đây là nó bảo là rằng là giả thiết rằng là cái kích cỡ của một cái file text mà chưa được nén không làm nặng 1 MB, à, nhớ là 1 MB là bao nhiêu byte các bạn. MB là đây đây, 1 MB là bằng 1020 nhân với 1020 byte đúng không, tức là bằng 8 nhân với cái này bit đúng không. Thế bây giờ nó ý bảo là nếu mà để download cái file này mà dựa trên một cái modem tốc độ là 32 kb trên giây, 32 bit kilobit tức là 32.000 bit đúng không, 32.000 bit trên giây đúng chưa, 32.000 bit trên giây thì suy ra là các bạn đem cái này này đúng không? Chia cho 32.000 là ra bao nhiêu giây chứ gì nữa, ra 1 MB bao nhiêu giây chưa? Trong 1 giây tôi đào được 32 kilobit. Vậy bây giờ là để đào 1 MB bao nhiêu giây, dễ quá gì nữa nha. Tương tự như thế, nếu bây giờ 1 MB thì là bao nhiêu, 1 MB thì là bằng 1,6 đúng không ạ. Thế thì các bạn đem cái 8 nhân với 1024 như này, bạn chia cho 1,6 là ra là tổng thời gian phải đào đấy là bao nhiêu lâu các bạn. Có dễ hiểu không? Bạn có hiểu được không ạ? Có thế ơi. Giống kiểu là ăn một cái kẹo thì hết 3 giây, hỏi bây giờ ăn ba cái kẹo hết mấy giây ấy mà. Đúng chưa? Giống thế không? Rồi rồi đấy ạ. Đúng. Nhưng mà ở đây nó có thêm một câu nữa là nếu như giả sử bởi cái người ta nén cái file đấy thì cái kết quả câu A câu B thay đổi thế nào, và nó giả thiết là tỷ lệ nén là 1:6, tức là cứ 6 mê thì nén thành 1 MB, 6 bit thì nén thành 1 bit đó. Thì bây giờ rõ ràng mấy bạn chỉ cần chia thêm cho 6 nữa là được cái gì đâu, đúng không, nén chia thêm cho 6 nữa, như vậy là các bạn gì ạ, nhân hoặc là cụ thể các bạn nhân thêm 6 vào đây nữa, hiểu không, bạn có hiểu không ạ? Giống kiểu là vẫn cái bài cái kẹo ban nãy, tức là bây giờ tỷ lệ kích cỡ của cái kẹo giảm đi 6 lần thì hỏi là tỷ lệ thời gian ăn là còn lại là bao nhiêu, thì có đúng chả phải chia thêm cho 6 nữa chứ gì nữa. Câu số 3 là nói về cái bắt tay ba bước của TCP, thì TCP cái câu hai câu này nó hơi 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 trừu tượng một tí các bạn. Thì TCP là như thế này, mặc định của TCP các bạn đây. Đây các bạn. TCP nó là như này. Ở bên phía một bên máy máy A thì máy B. Cái này làm cắt kết nối rồi. Đây đi. Như thế này các bạn. Máy A mà muốn truyền dữ liệu, tức là muốn truyền đấy nhá. Máy A mà muốn truyền dữ liệu cho máy B ấy, thì là máy A phải gửi cho máy B một gói tin, nó gọi là gói tin SYN. SYN này nó gọi là gói tin, nó viết tắt của chữ Synchronous, là gói tin đồng bộ hóa. Tức là trong cái gói tin này nó chứa cái gì? Cái tin này nó chứa địa chỉ IP của A, rồi là khả năng gửi dữ liệu của A, rồi là vân vân một số cái khác nữa. Và nó mong muốn là gì ạ? Máy B là hoạt động cùng với cái thông số đấy với nó. Cho nên nó gọi là gói đồng bộ hóa. B nếu như mà thằng B nếu thằng B không đồng ý. Nếu thằng B không đồng ý với kết nối đấy thì thằng B sẽ gửi trả về một gói nó gọi là gói RST ACK. Gói reset ACK.
Nếu không đồng ý nó sẽ gửi trả về gói reset ACK. Còn nếu nó đồng ý thì nó sẽ gửi trả về gói SIN ACK. Và đây là, và sau khi mà thằng A nhận được gói SIN ACK thì thằng A sẽ gửi trả lại cho thằng B gói ACK. À, thì ở đây một cái nó thêm một cái nó gọi là sequence number. Sequence number là gì? Tức là gửi SIN 0 phản hồi SIN ACK 0 và thằng này trả về là ACK 0. Gửi SIN 1 phản hồi SIN ACK 1 trả về ACK 1, cứ như vậy. Được chưa? Đấy là bình thường ha. Thế còn ở đây trong cái câu hỏi của nó này, giả sử rằng là nếu như mà có một cái old SIN message SIN segment từ station A arrives at station B mà yêu cầu ấy, tức là old SIN segment này nghĩa là như thế nào? Tức là như thế này, nó sẽ rơi vào tình trạng như này các bạn. Thằng A, thằng A gửi đi gói tin SIN 0 ha các bạn, SIN 0. Sau đó nó chờ 5 giây. Nó chờ 5 giây. Đó. Trong vòng 5 giây đấy thì thằng B phải gửi trả về là gói SIN ACK 0. Dạ. Thế bây giờ lỡ may nó chờ đến nó chờ hết 5 giây rồi mà thằng B chưa gửi về cho nó. Thì nó sẽ làm một việc là nó gửi lại gói SIN 0. SIN 0. SIN gửi lại chứ, đúng không? Sau 5 giây mà nó không nhận được gói phản hồi trở về, nó sẽ hiểu rằng là gì, gói này bị mất cho nên là nó phản hồi trở về. Xin lỗi, cho nên là nó phải gửi lại. Thế chứ cái này được gọi là old message, old SIN. Vậy thì trong trường hợp đó nó bảo là trong trường hợp này thì chắc chắn là kết nối bị reject rồi đây này. Nhưng vấn đề ở chỗ là làm thế nào để cái máy A này nó biết được rằng là nó biết được rằng là cái nối bị reject. Thì đơn giản thế này thôi các bạn. Thằng này gửi SIN 0, thằng này sẽ gửi phản hồi là SIN ACK 0. SIN ACK 0. Thằng này gửi tiếp SIN 0 tiếp, thằng này lại gửi phản hồi SIN ACK 0 tiếp. Và thằng A nó nhận thấy nó nhận được hai cái gói SIN ACK 0, nó sẽ hiểu rằng là trùng cái sequence number. Và nó hiểu rằng là à như thế là cái nối bị reject. Rất dễ hiểu đúng không ạ? Đấy, thì ở đây câu này người ta chỉ yêu cầu các bạn là explain, tức là giải thích thôi. Còn cái câu này nó bảo là bây giờ là hãy giải thích này. Là giả sử này, một cái old SIN segment từ station A arrives at station B. À, theo sau đó là một cái gói ACK 0 mà cũng là old ACK từ A gửi cho cái SIN từ B đó. Vậy thì trong trường hợp này kết nối có bị reject hay không thì chúng ta xem này. Trong trường hợp này kết nối có bị reject hay không ha các bạn, thế chúng ta phải hiểu cái câu hỏi trước đã ha. Đầu tiên này là nó gửi SIN 0, SIN 0, SIN 0, thằng này gửi trả về gói SIN ACK 0 ha, SIN ACK 0, ACK 0. Đó. Nhưng mà thằng này là gì ạ? Tôi chờ có 5 giây thôi mà ông 6 giây ông mới gửi về cho tôi, cho nên tôi sẽ lại chỗ này tôi lại gửi tiếp SIN 0 tiếp. SIN 0 tiếp các bạn. Được chưa? Nhưng mà sau khi vừa gửi đi SIN 0, gửi lúc 5 giây thì 6 giây nhận được SIN ACK 0. Vậy theo sau đó lại phải gửi lại ACK 0. ACK 0, đúng không? Đúng chưa? Cho thằng B. Bởi vì là gửi gói SIN 0 đi lúc 5 giây, gửi lại gói SIN 0 lúc 5 giây. Thì lại đến 6 giây thì nhận được SIN ACK 0, mà đã gửi nhận được thì lại phải gửi trả lại cho nó ACK 0 không? Thế cho nên nó mới nói là gì ạ? Một cái old SIN theo sau đó là một cái old ACK là như thế. Được chưa? Mà cái old ACK này là cho cái gì? Là cho cái gói SIN 0 này. SIN ACK 0 này. Đấy, được chưa? Đúng rồi, đấy chính là cái ý của đề người ta nói đấy. Và người ta nói rằng là trong trường hợp này kết nối có bị reject hay không? Trả lời luôn là trong trường hợp này kết nối cũng bị reject. Vì sao? Vì thế này này. Sau khi mà sau khi nó thằng này gửi đi SIN 0 không? Và gửi đi ACK 0 không? Thì thằng này, thằng B này nhận được SIN 0 thì lại gửi phản hồi về SIN ACK 0 không? SIN ACK 0 không ạ?
đúng không? Mà thằng A nó nhận thấy là nó nhận được hai cái xin ACK không, một cái, hai cái, nó sẽ hiểu là lại quay trở về giống trường hợp câu A đó là gì ạ? Nhận được hai cái xin ACK không có cùng sequence number, vậy ok, kết nối bị reject. Trong trường hợp này kết nối bị reject, ok.